Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai, học tu cho thật hăng hái. Ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương. A Di Đà Phật, kính mời toàn thể đạo tràng chắp tay hình búp sen trang nghiêm trước ngực, niệm hồng danh chư Phật ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca cùng toàn thể quý Phật tử. Hiện diện trước Phật tử là thượng tọa Giảng
ban văn pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban văn pháp Thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ. Xin quý Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Mong rằng trong buổi pháp thoại chiều nay, quý Phật tử chúng ta lắng lòng thanh tịnh và lắng nghe những gì mà Thượng tọa Giảng Sư sẽ truyền trao cho quý Phật tử để cùng nhau hành thiền trên con đường tu nhân học Phật giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tràng chùa Hưng Quang của chúng ta đó là thích tu, mà quý Phật tử có thích nghe pháp không? Thích không quý Phật tử? Thích thì phải nghe pháp, cái mặt phải tươi mới được nha. Có nhiều đạo tràng hô là thích nghe pháp, mà nghe pháp hồi cái mặt nó không có vui. Ngồi lúc đầu vô nhìn giảng sư, con mắt thì nó sáng trưng vậy đó, rồi nhìn giảng sư nhìn lên không, rồi giảng sư nói chuyện chừng nửa tiếng đồng hồ cái bắt đầu sụ xuống hết. Ngày đạo tràng của mình đó là phải thích nghe pháp. Bởi vì mình tu đó mà mình không thích nghe pháp thì cũng giống như là mình muốn đi mà mình không có cái địa chỉ vậy đó quý Phật tử. Mình muốn đi về cõi Phật mà mình không có biết cái địa chỉ của Đức Phật, rồi mình đi đâu đây? Cho nên mình nghe pháp có nghĩa là mình phải biết con đường đi về đất nước của Phật, chỗ nào tốt và chỗ nào xấu. Chỗ nào tốt thì mình đi vào, còn chỗ nào xấu thì mình biết mình tránh đường đi ra. Bây giờ thầy không nói thì quý Phật tử cũng biết cái chỗ nào xấu rồi phải không? Có biết không? Có biết chỗ nào xấu chỗ nào tốt chưa? Ở nhà mình thì nó hơi xấu đó, vô trong Hưng Quang thì nó mới hơi tốt. Có nhiều Phật tử lớn tuổi đó thì thấy rằng là nếu mà mình ở nhà tối ngày đó mình bực mình lắm. Nhìn quanh quất đó có bốn bức tường của căn nhà đó, rồi nhìn cháu nội cháu ngoại nó quậy một hồi cái bắt đầu nó đuối ngang liền. Phải không? Già rồi mà nó quậy riết đuối rồi đó. Có nhiều khi đi vào trong đạo tràng nói rằng là tôi vô trong Hưng Quang được đó, tôi mừng dữ lắm luôn. Vô trong đây thấy nó thanh tịnh, thấy nó nhẹ nhàng ở nhà thôi, sao nó nặng nề muốn chết vậy? Nó thành ra rồi mình thấy là trong căn nhà của mình, nơi mà mình ở đó, quý Phật tử cứ đối đầu với lửa, gọi là lửa phiền não đó quý Phật tử. Tham, rồi sân, rồi si, rồi hơn, rồi thua, rồi rầy, rồi la, rồi đúng, rồi sai, rồi phải, rồi quấy, tối ngày có bao nhiêu đó mà mình mệt mỏi. Mở mắt thức dậy là bắt đầu mình toan tính rồi. Bữa nay ăn cơm với cái gì? Bữa nay có phải là ngày chay hay không? Phải không quý Phật tử? Mở mắt ra là mình toan tính đủ điều rồi. Đó, rồi có nhiều người đó thì bắt đầu là bữa nay ngày tu rồi mà sao không thấy đứa nào cho tao tiền đi chùa hết. Đó, thất bại dữ lắm đó quý Phật tử. Cho nên mình tu thật sự ra đó chỉ cần cái tấm lòng của mình thôi. Mình tu mình đến đạo tràng chùa Hưng Quang, tức là quý Phật tử chỉ mang đến đạo tràng trái tim của mình là đủ rồi, không có cần tiền đâu. Thật sự ra mình đến đây mình thọ bát quan trai giới, tức là mình tập đi theo dấu chân của Phật một ngày một đêm là một con người xuất gia. Mà xuất gia là rời bỏ căn nhà phiền não của mình. Đạo tràng của mình đến đây hồi sáng tới bây giờ hay là mới vô hồi trưa này thôi? Có ai mới vô hồi trưa không? Cô Phật có, sáng con bận buôn bán quá, bây giờ trưa con mới vô, phải không? Cho nên có đôi khi mình tu, mình tập xuất gia một ngày một đêm ra khỏi căn nhà lửa của cuộc đời này. Mà có đôi khi đó Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, quý Phật tử thấy rằng là thích lắm, ngồi trong căn nhà lửa nó cháy kêu bằng là không còn chỗ nào né đó, mà ngồi trong đó chẳng biết gì là lửa, chẳng biết gì là nhà luôn. Hiểu không? Cứ chạy qua bên này, chạy qua bên kia, rồi bắt đầu mới nói với Đức Phật. Ngài nói làm sao chứ có cái lửa mà nó đang đốt tụi con này là lửa nó dễ thương muốn chết luôn à, rồi làm sao con chạy đây, làm sao con bỏ, phải không? Cho nên thật sự ra cái căn nhà lửa đó nó làm cho mình điêu đứng mà mình bỏ nó không được. Con cháu của mình nó làm mình khổ lắm mà từ bỏ nó không được. Đó, gần nó thì giận nó, mà xa nó thì nhớ nó, mà cứ như vậy hoài thì làm sao mình tu đây? Cho nên tất cả chúng ta mà cứ sống ở trong cái nỗi đau, nỗi khổ, nỗi nhớ, nỗi thương như vậy hoài, tức là quý Phật tử, chúng ta bị hao phí cái phần công đức lành của mình.
Mỗi lần mình giận con cháu mình một chút là mình hao cái công đức tu. Mỗi lần mà mình buồn, thương, ghét, muốn là mình hao đi một chút công đức tu rồi đó. Cho nên mình tu làm sao? Mình phải tích lũy, mình phải trân trọng cái công đức tu hành của mình. Giống như ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 3, ngày này đó là cái ngày mà quý Phật tử vào trong đạo tràng này để mình châm vào trong con người của mình, trong trái tim của mình một chút dầu công đức. Dầu mình nó cạn lâu rồi quý Phật tử à. Mỗi một Phật tử ngồi trong đây đó giống như một cây đèn mà mình đi tu, có nghĩa là mình châm dầu vào. Người nào mà tu từ sáng tới chiều, mà tu tinh tấn, tu mà nhớ Phật, tu mà không bao giờ biết mệt mỏi, tức là mình châm đầy cái bình dầu. Còn người nào tu lơi lơi thôi, tu tà tà, tu chơi chơi, ai sao tôi cũng vậy đó. Rồi quý Phật tử ơi, mình tu cái kiểu đó, mình châm hoài không đầy cái bình dầu của mình, phải không? Cho nên hồi nãy sư cô nói đó là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Quý Phật tử ơi, cái thân người của mình khó được lắm. Cái thể xác của mình giống như cây đèn vậy đó. Cái thân người của mình giống như cây đèn, còn cái tâm người của mình, tức là cái chất người ở trong cây đèn đó là dầu đó quý Phật tử. Cho nên cây đèn thì nó dễ bể lắm, phải không? Một ngày nào đó con quỷ vô thường nó đến, nó kêu tên mình cái, gọi là thân thể của mình bị bể không? Bể không quý Phật tử? Đem vô lò thiêu là bể rồi, đem chôn xuống đất cũng bể luôn rồi, còn đâu nữa, hiểu không? Hiện tại bây giờ nó đang nứt lần lần rồi đó. Hồi đó mình còn trẻ thì mình còn nguyên vẹn, bây giờ mình già rồi mình bắt đầu mình nứt lần lần, mình mất lần lần rồi. Hồi đó con mắt của mình nó sáng, bây giờ nó mờ, tức là nó nứt lần lần rồi. Hồi đó lỗ tai của mình nghe rõ, bây giờ nó lãng lãng rồi, tức là nó bị hư lần lần rồi, phải không? Bây giờ thử thời coi, đếm coi hàm răng mình còn đủ 32 cái không? Còn đủ không? Mô Phật, dạ còn đủ, nghĩa là răng giả không đó. Thấy không quý Phật tử? Hễ mà còn đủ là răng giả đó. Cho nên tất cả chúng ta đang bị mất lần lần cái thân người của mình, giống như cây đèn của mình nó bị hư chỗ này, bị hư chỗ kia rồi. Cho nên cái điều mà mình cần thiết nhất không phải là mình giữ cây đèn, mà là dầu trong cây đèn, hiểu không quý Phật tử? Tức là cái chất người của mình đó, chứ không phải là thân người nữa. Cho nên cái thân người của mình dù có trẻ có già, thân người của mình dù có khỏe có mạnh, cái thân người của mình dù có đau ốm có bệnh tật, cái thân người của mình dù có xấu hay là có đẹp vân vân, nhưng mà mình giữ làm sao trong cái tâm của mình, trong trái tim của mình đầy đủ cái chất người đó trong đó, cái chất dầu trong đó quý Phật tử. Có nhiều khi thấy cây đèn nó đẹp mà không có miếng dầu nào hết, phải không? Có đôi khi thấy thân tướng của mình nó khỏe mạnh, nó đẹp vậy đó, mà nó làm biến, nó không chịu đi tu. Ở nhà ăn chơi vậy thôi chứ không chịu đi tu, là cây đèn nó đẹp mà cái dầu trong cây đèn không có. Còn có nhiều khi nghèo vậy đó, rồi thân thể nó bệnh tật nhiều đó mà siêng năng lắm, vô trong đạo tràng hoài luôn, yếu bệnh vậy đó mà vô công quả hoài. Có nghĩa là biết cây đèn của mình nó cũ, nhưng mà cố gắng châm vào trong cây đèn này cái dầu cho nó nhiều một chút để nó sáng hoài. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta ở đây quý Phật tử ơi, có đôi khi mình chết mà mình không có hẹn được, người ta gọi là bất đắc kỳ tử, tức là cái chết không có hẹn được. Cho nên cái dầu của mình quên, mình không biết nó còn nhiều hay ít. Cho nên rồi cứ tưởng và cứ tưởng tượng hoài luôn là dầu nó còn, nhưng mà thật sự nó đang lưng, rồi một ngày kia nó cạn rồi quý Phật tử ơi, cái đèn mình nó nhá lên một chút xíu là nó tắt hẳn luôn, bởi vì nó hết dầu, hiểu không quý Phật tử? Cái chất người của mình mà nó cạn nhiều chừng nào quý Phật tử ơi, mình chết bất đắc kỳ tử, có nghĩa là đang ngồi ngã xuống chết, gọi là đột quỵ. Nó thành ra mình đừng có nói rằng là bữa nay mình thấy mình khỏe như vậy nè mà nói mình ngày mai mình còn sống, chưa chắc đâu quý Phật tử. Cho nên mình tu ở đây đó, cái điều mà mình mong cầu về Phật đó là lẽ đương nhiên, mình đi là đến chỗ của Phật. Mình đi thì mình sẽ đến, mình gõ thì người ta sẽ mở thôi, mình tìm thì sẽ gặp thôi quý Phật tử. Cho nên nó hễ mà người nào mà mong cầu gặp Phật thì sẽ gặp Phật. Nhưng mà cái điều quan trọng là con đường từ đây về Phật đó còn đèn hay không, hiểu không quý Phật tử? Mình đi mà thiếu cái ngọn đèn soi sáng, mình đi trong đêm tối mù mù mịt mịt đó, làm sao mình thấy đường mình về Phật đây? Thành ra rồi mình tu mà tối ngày mình cứ buồn giận, tức là mỗi lần mình giận cái đèn mình lủng lỗ chảy ra miếng dầu. Mình tham cái đèn lủng lỗ chảy ra miếng dầu, mình sân, mình si lủng lỗ chảy ra một miếng dầu. Thầy nói thật, tất cả chúng ta ngồi trong đây nói riêng và tất cả những người con ở trên hành tinh này nói chung, chúng ta đều bị để cho cái chất người của mình nó bị chảy ra ngoài. Đó rồi nói thân người khó được. Đó bây giờ nó đã được rồi đó mà không chịu giữ.
Thấy không? Mình đã được thân người rồi mà tất cả chúng ta không ai chịu gìn giữ hết đó. Người ta chửi mình là chửi lại liền. Đó. Quý Phật tử thấy không? Người ta chửi mình chửi lại. Người ta làm đổ dầu cái bắt đầu mình đó, mình cũng làm đổ dầu theo. Rồi người ta lợi người ta khuyên, thôi chị ơi đừng có chửi bả nữa. Tự nhiên trong bụng mình nói bả đổ dầu được thì tôi có quyền tôi đổ dầu của tôi chứ. Hiểu không? Bả làm lũng cái bình dầu của bả được thì tôi có quyền làm lũng cái bình dầu của tôi. Như vậy thì quý Phật tử ơi, mình thiếu trí tuệ rồi đó. Không có sự thanh tra của trí tuệ rồi. Là người con Phật, người ta chửi mình nhịn để cái bình dầu mình khỏi chảy giống người ta. Hiểu không quý Phật tử? Trong đạo tràng của mình có khi nào ta chửi mình chửi lại không? Có không? Có không quý Phật tử? Không trả lời không, cũng không trả lời có, mà phải nói rằng là mô Phật khi có khi không. Hiểu không? Mình không thể nào mình trả lời không được hết, và cũng không thể nào trả lời có được hết. Nhưng mà khi có khi không, có khi thì mình cũng nhịn được, có khi thì mình cũng không nhịn được. Cho nên khi có khi không, phải không quý Phật tử? Cho nên cái điều mà thầy muốn nhắc nhở quý Phật tử trong cái thời gian mình tu ở đây, không phải niệm Phật hoài đâu. Niệm Phật mà cái bình dầu nó xì hoài thì cũng như không thôi. Niệm Phật là gì? Châm dầu vô. Tụng kinh là gì? Châm dầu vô. Đi từ thiện giúp đỡ mọi người là gì? Là châm dầu vô. Đi phóng sanh là gì? Châm dầu vô. Ăn chay là gì? Châm dầu vô. Quý Phật tử ơi, đó là cái cách để mình châm dầu. Nhưng mà điều quan trọng là mình châm như thế nào? Châm nó có đổ ra ngoài hay không? Mình châm cái dầu gì? Cái dầu đó nó có bị nhiễm bẩn hay không? Có nhiễm nước hay không? Nó có thể giữ được cái tim dầu của mình nó sáng được hay không? Hay nó cùng tim của mình luôn? Hiểu không quý Phật tử? Có đôi khi mình châm dầu mà nó không nguyên, mà nó bị nhiễm bẩn, dầu nó bị nhiễm bẩn. Có khi mình ngồi mình niệm Phật mà mình không nhớ Phật, mà mình nhớ đến người khác, đó là dầu bị nhiễm bẩn. Hiểu không quý Phật tử? Mình ngồi mình đọc kinh mà mình không nhớ từng lời kinh của Phật, mà mình ngồi mình đọc kinh mà mình nhớ cái bà ngồi kế bên không à? Có không? Có khi nào ngồi đọc kinh nhớ bà kế bên không? Ngồi đọc cái đó tụng kinh Pháp Hoa, ngồi đọc cái đó mà cái tâm nó bực mình, rằng cái bà ngồi kế bên hoặc là cái bà ngồi sau lưng mình đó, chèn ơi cái bà này mới đọc dở, bà la lớn quá trời của đất, làm sao tôi tụng đây trời. Mình ngồi mình đọc kinh mà không nhớ lời dạy của Phật, không nhớ lời kinh mà nhớ cái bà ngồi sau lưng mình không? Thì như vậy là mình đang châm dầu vào trong tâm của mình mà chất dầu đang bị nhiễm bẩn sân. Hiểu không quý Phật tử? Hoặc là mình đến chùa như thế này nè quý Phật tử, mình đến mình châm dầu đó, nhưng mà mình vô mình nhìn thấy chàng ơi, chị ơi, chị mua cái giải lam này ở đâu mà đẹp dữ vậy chị, rồi đến cái vuốt cái áo người ta hoài luôn, chàng ơi siêu lam nó láng, cái này giặt khỏi bật khỏi cần ủi nè, tức là bị nhiễm bẩn tham rồi đó quý Phật tử. Thấy không, mình tu không cần những cái đó, những cái đó nó làm cho chất dầu của mình bị nhiễm bẩn, chất người của chúng ta bị nhiễm bẩn. Vậy thì mình ngồi mình niệm Phật mà mình không nhớ Phật, nhớ ai không à? Có nhiều người tu rồi đó, ngồi cháu nó nói thôi bà ngoại, bà lại chùa Hưng Quang bà tu rồi, tới chiều bà về bà ngồi trong nhà bà niệm Phật, bà đừng ra ngoài nữa, chiều rồi trời gió nó lạnh lắm mà vô bà niệm Phật ở ngoài đó bị cảm chết. Không, để tao ngồi ngoài này tao niệm tao coi chừng mấy cây mận luôn. Ngồi niệm Phật không nhớ Phật mà nhớ mấy cây mận, thấy không, sợ người ta hái. Đúng rồi đó, đang ngồi nằm trên võng đung đưa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chùm mận rớt xuống một cái bịch, ngồi dậy liền dịch vật, đứa nào mới hái mận của tao vậy? Thì quý Phật tử thấy không, mình niệm Phật mà mình không có nhớ Phật thì như vậy rõ ràng là mình châm công đức vào trong tâm mình, mình châm chất dầu vào trong con người của mình mà chất dầu đó bị nhiễm bẩn, không còn nguyên chất nữa. Cho nên tất cả chúng ta tu ngồi ở đây từ sáng tới giờ, thầy nói thật với quý Phật tử đến đây châm dầu nhiễm bẩn không? Không có người nào châm dầu mà được nguyên chất cả. Hồi trưa có ăn cơm không? Có ngon miệng không quý Phật tử? Ngon không? Chùa Hưng Quang có cho mình ăn cơm mà cơm ăn ngon không? Ngon không? Mô Phật tại con đói quá cho nên nó ngon. Tu nhiều quá rồi đói bụng rồi lên ăn ngon thôi, phải không quý Phật tử? Nhưng mà nếu mà mình lên ăn cơm mà mình biết rằng bữa nay mình ngồi mình ăn cơm mà mình khen bữa cơm này ngon, tức là quý Phật tử ơi, cái tâm của mình bị nhiễm bẩn rồi. Ăn cơm để sống chứ không phải sống để khen chê. Cho nên hôm nay mình khen ngon thì sẽ có một ngày nào đó nó không giống như cái bữa hôm nay thì mình chê nó dở liền. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái tâm của mình có khen thì tâm của mình sẽ có chê. Cho nên đó, mình ngồi mình ăn cơm là mình cái tâm của mình cũng bị nhiễm bẩn rồi. Mà người nào ăn cơm mà tâm hồn không khen chê, tức là ngồi ăn cơm chung với Phật. Còn ngồi ăn cơm mà cứ nói gạo này hơi khô,
bữa nay ai nấu cơm chưa, mới chín tới, ai kho hơi mặn. Thí dụ vậy là quý Phật tử ơi, ngồi ăn cơm chung với bà Thanh Đề đó. Hồi sáng tới giờ ai ngồi chung với bà Thanh Đề đâu, giơ tay lên coi. Có không? Ngồi ăn cơm chung bà Thanh Đề là ngồi mình cứ chê hoài quý Phật tử. Hiểu không? Tội nghiệp những người công quả dưới bếp lắm. Ở đây thầy nói cho tất cả quý Phật tử ngồi công quả nấu cơm dưới bếp đó, là người ta cũng hy sinh một chút công sức của người ta. Người ta đứng gần lửa, người ta nấu nướng cho mình ăn, để cúng dường cho Phật, cúng dường cho đại chúng, để đại chúng ăn, để đại chúng tu. Nếu mà mình ngồi mình ăn mà tức lâu lâu của mình khen cái, lâu lâu mình chê cái, tội nghiệp người ta vô cùng không? Đó. Tại sao mình không có thể nào cảm thông được, hoặc là ngũ giả tùy hỷ công đức? Có đọc bài sám đó không quý Phật tử? Nhất giả lễ kính chư Phật, có đọc bài đó không? À, ngũ giả tùy hỷ công đức mà chê hoài. Bây giờ người ta nấu lỡ nó có không vừa miệng mình, nhưng mà vẫn ngũ giả tùy hỷ công đức. À, cái điều thứ năm là phải tùy hỷ, phải vui với công đức của người ta làm. Vậy đó mà mình đọc bài sám hoài luôn, mà có ai thực hành được bài sám không quý Phật tử? Bài sám rất là đơn giản đó mà cứ quên hoài luôn rồi làm sao đây? À, cho nên rồi còn quý Phật tử nào công quả? Quý Phật tử nào nấu cơm có ngồi ở đây không? Phật tử nào nấu cơm dưới bếp mà cúng dường cho đại chúng ăn đó, có lên đây ngồi nghe pháp không? Có không quý Phật tử? Rồi mấy cô nấu dưới bếp đi về hết rồi hả? Có phải không? Thì quý cô nào mà nấu cơm ở dưới bếp đó, công đức của mấy cô thành Phật lẹ lắm, nhưng mà xuống địa ngục cũng lẹ luôn. Tại vì mình nấu cơm đó quý Phật tử à, mình cúng dường cho Phật, mình cúng dường cho đại chúng, những người công quả đó. Ngoài tất cả những gia vị, muối tiêu, đường bột ngọt, nước tương gì đó, ngoài những cái đó mà mình niêm vào thức ăn đó, quý Phật tử phải tự niêm vào ở trong cái món ăn cúng dường cho đại chúng, tức là Phật vị, tức là yêu thương vị ở trong đó. Mình nấu cơm cho đại chúng ăn, mà đại chúng mà tu hành tinh tấn đó, tức là mình đã niêm vào tinh tấn vị. Mà đại chúng tu mà ăn cơm vô rồi nó khỏe mạnh, tức là mình đã niêm vào ở trong nồi canh, niêm vào ở trong nồi cơm cái yêu thương vị của mình. Còn mà mình niêm cái bực bội vị của mình vô, đại chúng ăn, đại chúng tu không nổi. Hiểu không? Mình nấu canh mà mình niêm sự bực bội, mình kho mà mình niêm sự bực tức, rồi mình nấu cơm mà mình niêm cái sự phiền não của mình vô, tức là quý Phật tử ơi, mình tải trong chén cơm cúng dường cho Phật toàn là lửa không đó. Mình nấu mà tự nhiên mình đem cái lửa mình niêm vào trong nồi cơm, rồi bưng cái chén cơm đó cúng dường cho Phật. Quý Phật tử ơi, công đức của mình 10, tội của mình cũng 10 luôn. Cho nên từ đây trở về sau, mình phát tâm mình công quả dưới bếp thì phải niêm yêu thương vị, bỏ bực bội, bỏ bực tức và bỏ cái phiền não của mình đi, để cho cái công quả của mình nó trọn vẹn. Công quả cũng là công phu đó quý Phật tử, phải không? Mình bỏ công ra là có kết quả liền. Còn đằng này mình bỏ công ra mà kết quả của mình không có luôn thì uổng lắm đó. Đừng có bực mình, người ta chê mình thì mình cứ vui vẻ mà mình chấp nhận, mình sửa đổi. Mô Phật, thưa đại chúng, hôm nay con xin sám hối với đại chúng, con nấu cho đại chúng ăn mà không vừa miệng đại chúng, con xin sám hối với đại chúng. Hiểu không quý Phật tử? Thì công đức của mình tự nhiên nó tăng trưởng liền. À, đừng có buồn phiền gì cả, thấy không? Còn đại chúng nào mà chê, đại chúng nào mà khen thì đại chúng đó chịu trách nhiệm tất cả những cái tiếng khen và lời chê của mình, thì đại chúng chịu trách nhiệm. Còn mình nếu nghe được, mình đừng giận mà cứ lên sám hối. Hiểu không quý Phật tử? Như vậy đó thì chúng ta mới tu đó, cái chất dầu của mình nó mới được viên mãn, cái chất dầu nó không bị nhiễm bẩn, phải không quý Phật tử? Cho nên cái đề tài của buổi nói chuyện trưa hôm nay thì gửi đến đạo tràng của chúng ta đó quý Phật tử, tức là một đạo tràng, một cái đề tài được mang tên là con đường đi về Phật thật là thanh tịnh. Con đường đi về Phật thật thanh tịnh ở đây có nghĩa là tất cả chúng ta, người nào đi về Phật cũng không có thanh tịnh hết quý Phật tử à. Con đường đi về Phật, ngoài đôi chân của mình, quý Phật tử ơi, chúng ta đi bằng cả trái tim của mình nữa. Chứ không phải mình đi bằng đôi chân của mình không đâu. Quý Phật tử ơi, có đôi khi mình còn đôi chân mà mình không cho nó đi. Mình còn đôi chân mà cái đầu bảo không cho mình đi đó, thì mình cũng không bao giờ đi được quý Phật tử à. Cho nên mình đi về Phật, tâm của mình phải thanh tịnh mới được. Thanh tịnh ở đây, chữ thanh ở đây là gì? Là trong sạch. Còn chữ tịnh ở đây là gì? Là vắng lặng. Con đường đi về Phật là phải trong sạch và vắng lặng. Chữ vắng lặng ở đây có nghĩa là mình không bao giờ phiền não. Quý Phật tử ơi, vắng lặng ở đây là buông bỏ đó. Còn trong sạch ở đây có nghĩa là yêu thương đó quý Phật tử. Con đường đi về Phật phải thanh tịnh, tức là vắng lặng và yêu thương, buông bỏ và luôn luôn lúc nào cũng thanh khiết hết. Đạo tràng của mình bước chân vào trong đây, thầy nói thật, chưa có thanh khiết. Chừng nào mình bước chân vào trong đây, mình xóa đi trong cái tư tưởng của mình, tôi giàu hơn bà,
Chừng nào mình bước chân vào hương quang này, mình xóa đi cái tư tưởng tôi tu trước bạn. Mình bước chân vào trong hương quang này, mình phải xóa đi cái tư tưởng tôi ăn chay trường bạn chay kỳ. Thí dụ như vậy thôi. Tức là nếu mà mình không xóa bỏ được tư tưởng đó, là rõ ràng bước chân của mình đi về Phật chưa thanh tịnh. Hiểu không? Trong đạo tràng này có khi nào mình suy nghĩ thôi, mình không cần nói ra. Tôi vô hương quang trước bà, tôi tu lâu hơn ông, hay là tôi ăn chay trường bạn chay kỳ, tôi tụng kinh lâu mà mới đây thôi. Thí dụ vậy. Thì kể như quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đặt cái dấu chân của mình lên dấu chân của Phật hoàn toàn dơ hết, không có sạch được quý Phật tử ơi. Cho nên bước vào chùa hương quang, tất cả những cái chiếc áo tu trước tu sau, ăn chay trường ăn chay kỳ, tao giàu tao nghèo gì đó, máng ở ngoài cổng chùa hết. Tất cả chúng ta bước chân vào trong đây với chiếc áo tràng lam thanh tịnh. Thì như vậy quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta mới gửi gắm được một chút gì đẹp cho Phật. Chúng ta mới gửi gắm được những đó qua tám cánh cho Đức Phật. Đó qua tám cánh là gì quý Phật tử? Bát quan trai. Hiểu không? Ngày hôm nay mình tu bát quan trai, tức là mình dâng, mình cúng dường cho Phật tám đó qua từ trong tâm của mình. Bát quan trai đó thật sự ra đó là tám giọng gác. Tức là chữ bát quan. Chữ quan đây là gì? Là cái giọng gác để cho mình quan sát. Hiểu không quý Phật tử? Mình ngồi lên giọng gác đó mà mình quan sát tám hướng luôn, để mình xem coi tâm của mình nó lộn xộn ở chỗ nào. Tâm có lộn xộn trong cái chỗ sát hay không? Tâm có lộn xộn ngay chỗ trộm cắp hay không? Tâm của mình có lộn xộn ngay chỗ tà dâm hay không? Tâm mình có lộn xộn trong chỗ nói dối hay không? Trong cái chỗ mà uống rượu hay không? Trong cái chỗ mà có thể là so ướp hương thơm vào mình, hay là đeo vàng bạc hay giữ tiền, hay là nghe nhạc, hoặc là cố đi xem nghe, hoặc là ngồi trên giường cao rộng lớn ăn phi thời gì đó. Tức là tám giọng gác đó chúng ta phải kiểm tra trong đầu của mình, xem coi nó có trật hay không. Hồi sáng tới giờ quý Phật tử bước chân vào trong đây nè, cái giọng gác thứ nhất không sát sinh. Giọng gác đó quý Phật tử ơi, mình có canh chừng cẩn thận chưa? Có canh chừng cẩn thận chưa? Có sát sinh trong đầu mình chưa quý Phật tử? Có không? Đâu có dám trả lời có hay là không. Cái chữ sát sinh ở trong tâm của một người con Phật, cái chữ sát mà Đức Phật nói cho một người cư sĩ khi mà quy y Tam Bảo giữ gìn năm điều đó, chữ sát sinh đó có nghĩa là cắt cổ một con gà, hay là đánh dẫy một con cá vân vân, hay là đập chết con ruồi con muỗi gì đó. Cái sát sinh đó là của những người nam giới, là những người Phật tử. Nhưng mà của những người bát quan trai giới, cái chữ sát này nó khác nha quý Phật tử. Cái chữ sát ở trong bát quan trai giới này có nghĩa là gì? Chữ sát này là đoạn mất. Mình đoạn mất. Thầy nói ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi nghe pháp gì nè, là chúng ta đang sống. Hiểu không quý Phật tử? Con mắt mình mở, nụ cười mình vẫn còn, mình đang sống. Mà nói hộ cái bắt đầu mình ngồi mình ngủ, gục lên gục xuống, là quý Phật tử ơi, mình đang chết, phạm giới sát rõ ràng trong đạo tràng. Mình giết chết lòng tinh tấn của mình. Hiểu không? Mình giết chết lòng tinh tấn của mình đó quý Phật tử. Mình đoạn mất cái lòng tinh tấn của mình. Mình đoạn mất hạt giống trí huệ của mình. Phạm giới sát trong nội tâm của chúng ta. Hiểu không? Bát quan trai giới là một ngày một đêm mà quý Phật tử tập làm người xuất gia, tập làm con của Phật một ngày một đêm. Nhưng mà tất cả chúng ta đâu có làm trọn đâu, làm mới có sáng tới chiều về rồi phải không? Có không? Có đi chiều về hay ngủ đêm ở đây? Có ngủ đây không hay chiều về? Nếu chiều về thì tối về nhà mình cũng phải là một ngày một đêm cho đủ quý Phật tử à. Hiểu không? Tới sáng hôm sau mình mới có thể xả giới được. Tự mình lên bàn Phật, lên đạo tràng, mình xá, mình xin xả giới ra. Chứ còn mình đi về rồi là từ buổi chiều đó mình đi về tới nhà, thì vô trong nhà rồi thì căn nhà của mình là đạo tràng chùa Hưng Quang được thu nhỏ lại, chứ không phải là nhà của mình nghe. Tới sáng hôm sau là quý Phật tử thì nó mới có trở thành cái nhà của mình. Còn bắt đầu từ buổi chiều hôm nay cho tới sáng ngày mai, nhà của mình là đạo tràng chùa Hưng Quang, vẫn còn ở trong đầu mình đó quý Phật tử. Thì như vậy thì quý Phật tử ơi, chúng ta mới có thể dâng tám đô hoa đẹp cho Phật, tám cái canh bông hoa tám cánh cho Phật chứ. Vậy thì hồi nãy tới giờ, sáng tới giờ phạm giới sát chưa? Phạm chưa quý Phật tử? Cái giới thứ hai phạm giới trộm cắp nè, có phạm chưa? Mỗi lần mà phạm cái giới sát là rụng hết cánh rồi. Chàng ơi, cái bông ta có 8 cánh, rụng hết cánh còn có 7 hả? Thấy không? Kiểm tra coi có rụng cánh chưa quý Phật tử. Từ sáng tới giờ đó mà mình, hoặc là cái người nào mà vô trong đây ngồi tu, từ sáng giờ mà dâu nó điện lên, nói má ơi nhỏ bị bệnh,
suy nghĩ hoài, chàng ơi phải biết về sáng tao đừng có đi, tao nghi nó dữ lắm rồi, tao thấy nó khịch khịch, tao nghi dữ lắm rồi. Phải biết về, tao không vô đây tao tu ở nhà lo cho cháu nội cháu ngoại của mình. Là quý Phật tử ơi, mình đoạn mất đi cái hạt giống niềm tin của mình đó. Thật sự ra cái chuyện bệnh là cái chuyện rất là bình thường trong cuộc sống này. Hiểu không quý Phật tử? Đức Phật đã dạy rồi, làm người phải có sanh lão bệnh tử. Cháu nội của mình hoặc cháu ngoại của mình nó bệnh là lẽ đương nhiên trong cuộc sống này, ai cũng phải bệnh cả. Hiểu không? Thì bây giờ nó bệnh ở nhà, mình có chạy về nhà thì nó cũng còn bệnh đi nguyên. Thì thôi bây giờ nó bệnh ở đây, mình ở trong đây, mình nói lần lại mẹ Quan Thế Âm, hôm nay con đem cả thân và tâm của con đến đạo tràng Hưng Quang để con tập làm người xuất gia một ngày một đêm. Thì đem hết công đức này của con hồi hướng cho cháu ngoại của con hồi hướng cho cháu nội của con để cho nó mau hết bệnh. Được không quý Phật tử? Tại sao mình không hồi hướng cái công đức tu của mình cho cháu ngoại mình mà mình lại đi đoạn mất đi niềm tin của mình khi nghe tin cháu nội mình bị bệnh? Đó là chúng ta phạm giới sát rồi, rụng hết một cánh bông rồi đó quý Phật tử. Thấy không? Cho nên mình tu, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta phải có sự thanh tra của trí tuệ là như vậy, phải có ngọn đuốc soi đường là như vậy đó quý Phật tử. Mình không thể mờ mờ mịt mịt được, mình không phải là mình làm theo cái cảm tính của mình hoài. Tất cả chúng ta khổ đau là chúng ta chỉ làm theo cảm tính của mình hoài. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ thầy nói là cái buồn nó đến với mình đi. Nó quý Phật tử có ai có muốn mình buồn hoài không? Có không? Có muốn mình buồn hoài không? Nhưng mà đôi cánh thời gian nó bay ngang qua mình, nó nói là bà cụ ơi, bà có gửi cái nỗi buồn cho tôi không? Tôi sẵn tôi bay đi nè, tôi mang dùng cho. Phải không? Nỗi buồn được bay đi qua đôi cánh của thời gian. Hiểu không quý Phật tử? Vậy mà thời gian mang đến đi ngang qua mình và nó nói rằng là tôi đang bay đi qua đây. Bà có gửi những nỗi buồn của bà, ông có gửi những nỗi buồn của ông cho tôi hay không? Để tôi bay, tôi dẫn nó đi luôn. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đâu có nghe tiếng nói của thời gian, chúng ta đâu có nghe thông điệp của thời gian. Quý Phật tử cứ ôm ấp cái nỗi buồn của mình, chôn kín nỗi buồn của mình, rồi đó cái cột nỗi buồn của mình nó toàn ten chơi vậy đó, rồi nhìn nỗi buồn đó rồi cái sầu muộn, nhìn nỗi buồn cái sầu muộn, nhìn nỗi buồn cái sầu muộn, cho nên mới có 37 tuổi mà nó già như 73 tuổi. Hiểu không? Mình sống mà cứ sống trong cái nỗi buồn hoài thì quý Phật tử ơi, làm sao con người của mình nó đẹp được đây? Hiểu không? Tất cả chúng ta sở dĩ mà tu đó thua mấy cái đạo khác là gì quý Phật tử? Mình tu mà nó mau già quá. Hiểu không? Mặc dù đạo Phật của mình không có quan trọng đến già hay trẻ, đẹp hay xấu, nhưng mà một người con của Phật rồi, mình bước ra đường tất cả chúng sinh nhìn mình mà phát Bồ Đề Tâm. Hiểu không? Cái bà này bà ăn chay mà nhìn bà cái ta không thèm ăn chay miếng nào hết. Bà ăn chay mặt mày bà xanh lè xanh lét, bà đi rung rung mà cầm cái gậy tre còn không nổi nữa rồi làm sao kêu ta ăn chay được. Hiểu không quý Phật tử? Ăn chay tháng 2 ngày, 14 ăn, 15 ăn, thí dụ vậy. Sáng 14 nấu miếng cơm cho chồng, cho con ăn xong rồi cái bới chén cơm lột trái chuối gắp miếng muối tiêu ăn rồi xong. Chiều 14 cũng vậy, dọn cơm cho chồng con ăn cũng lột trái chuối vậy đó quý Phật tử. Qua bữa 15 cũng lột trái chuối, chiều 15 cũng lột trái chuối, rồi tới sáng 16 chuối luôn. Đâu có đứng nổi đâu. Mình tu như vậy rồi làm sao? Phật đâu có kêu mình ăn chay cái kiểu hành xác đó đâu quý Phật tử. Thì như vậy quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đang phạm giới xác mà không hiểu. Hiểu không? Mình phạm giới xác của mình đó. Tức là giới xác là gì? Là tự mình giết hoặc là tự mình giết người khác. Tự mình giết mình hoặc là giết người khác. Đó, ăn chay cái kiểu đó rồi làm sao đây? Quý Phật tử, mình ăn chay để mà mình có thể trở về bên cái thế giới yêu thương. Ăn chay có nghĩa là gì? Trên mâm cơm của con không bao giờ có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Con ăn chay để làm gì? Để con trân trọng và giữ gìn nụ cười của những chúng sinh bé bỏng. Con ăn chay có nghĩa là gì? Con tham sống sợ chết, cho nên tất cả những chúng sanh xung quanh con cũng tham sống sợ chết như con. Cho nên con ăn chay là con không muốn cái bao tử của con nó trở thành nghĩa trang để mà có thể là hạ nguyệt biết bao nhiêu chúng sinh vào trong đó. Hiểu không quý Phật tử? Như vậy mình mới gọi là ăn chay, chứ không phải ăn chay cái kiểu như là ăn cho qua loa, ăn cho lấy có, ăn để trả nợ cho Phật. Hiểu không? Hứa ăn chay 2 ngày chàng ơi, tại vì lỡ hứa rồi chứ nó thiệt bất công quá trời luôn à. Nhà có mấy người mà nấu 2-3 món, 2-3 thứ. Quý Phật tử ơi, Đức Phật đâu có bảo vậy, đâu có ép mình ăn chay đâu. Cho nên mình ăn chay làm sao đừng phạm giới sát là được. Đó, ăn chay thứ nhất, ăn bằng chuối không phạm giới sát. Ăn vô riết rồi quý Phật tử không có bao giờ thành Phật, mà cuối cùng rồi chết thành trái chuối mới ghê chứ. Tối ngày cứ nhìn trái chuối hoài rồi cái bắt đầu mới đầu vô ăn còn biết nó là trái chuối, ăn riết rồi cái mặt của mình còn tệ hơn trái chuối nữa. Thấy không? Cho nên ăn chay là làm sao để mình thành Phật, chứ ăn chay mà cuối cùng rồi mình xanh lè, xanh lét.
đi khuyên người ta ăn chay, nói thôi bà hai ơi, bà bỏ ý định đó đi, con nhìn bà là con ngán ăn chay rồi, hiểu không? Mình ăn chay làm sao cái mặt của mình nó bóng, nó láng, nó tươi, nó trẻ, nó nhuận, nó mập mạp này kia. Kêu người ta ăn chay người ta còn dám ăn, ăn chay ốm nhôm ốm nhách ai dám ăn đâu. Đó là phạm giới sát. Điều thứ hai nữa, ăn chay mà quý Phật tử ơi, mình không ăn rau luộc chấm nước tương, mình không mua tàu hũ về mình kho, mà mình ăn chay mà mình đặt cái tên nó thấy ghê lắm. Bò dò viên chay, gà chay, heo quay chay. Quý Phật tử ơi, phạm giới tưởng sát trong đầu của mình. Muốn ăn heo quay, mua heo quay mày ngoài ăn đi. Heo quay chay, heo quay nào có chữ chay ở trong đó. Phạm giới tưởng sát. Hiểu không quý Phật tử? À, cá kèo chay, cá lóc chay, gà chay, bò chay, sườn non chay. Chàng ơi, sườn non đã gọi là chữ sườn non, làm sao có chay được. Cho nên đó là phạm giới tưởng sát trong đầu của mình. Cho nên nó đừng có đặt cái đó quý Phật tử. Những người mà đặt tên những cái đó là lý do là quý Phật tử ơi, mình không đủ năng lực của mình để mình ăn chay. Hiểu không quý Phật tử? Mình không đủ nghị lực của mình để mình gấp cái cọng rau chấm vào chén nước tương. Cho nên mới đặt tên như vậy để cho mình có thể rằng là mình tạo cái ảo giác thèm thuồng mình mới ăn chay được. Đó, mặc dù mình không ăn thịt con heo thiệt, nhưng mà phải làm con heo giả giả để cho con mắt của mình nhìn thấy nó đang ăn cho được. Mình ăn chay mà mình không có một niềm vui, ăn chay mà không có một cái tinh thần, một tinh thần gìn giữ nụ cười cho những chúng sinh, phải không quý Phật tử? Cho nên vậy là phạm giới sát hết rồi đó. Đạo tràng của mình có ai phạm giới sát kiểu đó không? Giơ tay lên đại cho thầy coi, coi đếm được mấy người. Không giơ tay hết là nguyên chùa đó. Thấy không, nguyên chùa của mình ăn chay kiểu đó không, phải không quý Phật tử? Lâu 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 cái mua lẩu về nấu, cái bắt đầu chàng ơi sao lẩu này không có tôm trong đây, lẩu không có ốc gì trơn, mua mực rồi mua lỗ tai heo để vô tùm lum hết quý Phật tử, mà đồ chay đó, thấy không? Như vậy là tất cả chúng ta phạm một cái giới sát đầu tiên hết rồi đó quý Phật tử. Vậy đó mà thọ bát quan trai giới giữ gìn đó, leo lên giọng gác đầu tiên quý Phật tử ơi, ngủ gục để cho ma nó chung vào trong đó. Con ma sát nó chung vào trong cái quan thứ nhất, tức là cái đài quan sát thứ nhất, giọng gác của mình đã tiêu tan, hiểu không? Nói về hoa tức là mất hết một cánh, nói về vọng gác mình đã ngủ gục rồi, mình để cho một cái tên giặc nó chui vào trong vọng gác thứ nhất của mình. Vậy thì quý Phật tử ơi, trong đạo tràng của mình hôm nay có thanh tịnh không? Đi về Phật không thanh tịnh, phải không quý Phật tử? Mất thanh tịnh một cái rồi. Điều thứ hai nữa, giọng gác thứ hai, kiểm tra coi giọng gác thứ hai nó có ngủ gục hay không. Trộm cắp. Đạo tràng của mình hồi sáng tới giờ có trộm cắp không? Có không quý Phật tử? Thầy nói ví dụ như hồi nãy đi, ví dụ như mời lên ngồi niệm Phật hồi nãy nè, mới vừa rồi nè, tất cả mọi người đều lên niệm Phật hết, người nào mà toàn ten đi sao chót hết là đang trộm thời gian của đại chúng. Hiểu không quý Phật tử? Mình đang ăn trộm thời gian của đại chúng lên ngồi niệm rồi mà mình còn đi từ từ, vừa đi vừa ngáp mới ghê chứ. Như vậy là mình đã phạm cái giới ăn trộm thời gian của đại chúng, hiểu không? Vậy là chúng ta đã phạm giới nhiều lắm đó quý Phật tử. Một cái cánh hoa thứ hai rụng xuống nữa rồi, cái giọng gác thứ hai của mình một tên giặc chung vô nữa rồi đó quý Phật tử. Vậy thì đoạn đường đi về Phật của chúng ta không còn sạch nữa quý Phật tử à. Đó, ăn trộm đó. Điều thứ nhất là mình ăn trộm thời gian của Phật. Điều thứ hai, quý Phật tử ơi, mình nhìn thấy cái áo tràng của người ta đẹp quá, mà trong đầu của mình cứ suy nghĩ hoài, phải chi mình có tiền mua cái áo giống bả. Mình ăn trộm, nghĩa là cái tưởng trộm của mình. Ăn trộm bằng tư tưởng, quý Phật tử à. Mình nhìn sâu chuỗi mà mình cứ tưởng tượng cái sâu chuỗi đó phải chi là của mình. Ăn trộm bằng tư tưởng. Phạm giới trộm cắp bằng con mắt, bằng cái nhìn, bằng cái thèm thuồng, bằng cái tham của mình đó quý Phật tử. Nếu mà quý Phật tử là năm người giữ gìn năm giới, thầy không nói chuyện đó. Mà hôm nay mình làm một người con Phật tập xuất gia, hiểu không quý Phật tử? Mình đang ở đây tập làm người xuất gia. Cho nên thầy mới nói cái điều đó ra để quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta phải trân trọng và gìn giữ. Vô trong đây rồi, ngày hôm nay bác quan trai, thì quý Phật tử không thể nào mà mình nói rằng là con không biết chuyện này. Đã tập làm người xuất gia rồi thì phải trọn vẹn. Tập làm người xuất gia phải thanh tịnh đàng hoàng. Tập làm người xuất gia phải đặt dấu chân của mình vừa dặn lên dấu chân của Đức Thế Tôn. Không thể nào mà nói con không biết dấu chân của Phật nằm ở đâu. Đừng có nói như vậy. Dấu chân của Phật nằm ngay trước mặt mình. Vì dấu chân của mình cũng chính là dấu chân của Phật. Hiểu không quý Phật tử? Nếu tâm của mình thanh tịnh, dấu chân của mình chính là dấu chân của Phật.
Còn tâm của mình sai lệch, tâm của mình bị nhiễm bẩn, thì dấu chân của Phật đặt trước mặt mình cũng nhiễm bẩn như thường. Hiểu không? Cho nên ở đây thầy muốn nói với quý Phật tử là con đường đi về Phật, quý Phật tử phải làm sao cố gắng cho thanh tịnh, đừng bao giờ phạm giới trộm nữa quý Phật tử ơi. Ở đây chúng ta phạm cái giới trộm này nó nhiều lắm luôn quý Phật tử ơi. Thí dụ thầy nói quý Phật tử, tối quý Phật tử có đến Hương Quang đây để mà tụng kinh không? Có không? Tối khi nào có đến đây tụng kinh không? Có không? Mô Phật, dạ có người không, phải không? Có người không? À, người nào ở xa thì không có tụng kinh, ở gần mới tụng kinh. Trời ơi, tụng kinh hai mùa mưa nắng với tụng kinh có chỗ gần chỗ xa nữa đó quý Phật tử. Tu mà kỳ quá vậy. Tu không có gần và xa, chỉ có cái là nhớ Phật hay không nhớ Phật thôi. Trời ơi, mình tu mình xa chừng nào mà mình cũng nhớ Phật như vậy thì công đức của mình tăng gấp đôi. Đó, cái người gần mà họ bước chân qua chùa này, cái chuyện đó rất là bình thường. Mình ở xa mà mình vẫn đến đây để nhìn Phật. Quý Phật tử ơi, đọc kinh là gì? Hôm nay, tối hôm nay con rảnh rỗi con đến đây, trước con nhìn Đức Thế Tôn, để trong tâm của con yên lặng như Thế Tôn. Điều thứ hai, con ngồi để con lặp lại những lời dạy của Đức Thế Tôn, để là cái địa chỉ cho con đi về bên cạnh Đức Thế Tôn, không bị lạc được. Chứ không phải tụng kinh để cầu phúc, con tụng kinh bước chân đi con vô đây, con đọc kinh để con cầu con trúng số, con đọc kinh để con cầu cho mau hết bệnh, con đọc kinh để cho con nó thi đậu, không phải. Mà mình đọc kinh để chúng ta tìm lại cái địa chỉ đi về Phật. Quý Phật tử hiểu không? Quý Phật tử như vậy đó thì mình mới tu bát quan trai được nghe quý Phật tử. Tu càng ngày càng lên lớp chứ cứ ở lại cái lớp mẫu giáo này hoài nó mệt mỏi vô cùng luôn đó. Đạo tràng mình có quy Tam Bảo chưa? Có quy chưa? Có pháp danh chưa? Cái ngày mình quy Tam Bảo, ngày mình có pháp danh, ngày đó mình đã được vào trong trường mẫu giáo của đạo. Mới có vô mẫu giáo thôi. Mới lớp chồi à, chưa được lớp lá nữa. Vậy mà tu tới giờ có ai lên lớp không quý Phật tử? Đạo tràng mình tu không gài có lên lớp chưa? Tu ở đây được mấy năm rồi? Thọ bát quan trai được mấy năm rồi? Mấy? Mới con năm một hả? Chàng ơi, có nhiều đạo tràng tu 10 năm mà còn ở lại mẫu giáo hoài luôn đó. Còn ở đây quý Phật tử mới 1 năm phải rồi. Cứ ở lại lớp mẫu giáo vậy hoài luôn. Có nghĩa là cái suy nghĩ của mình nó cứ như thế thôi. Hôm nay thầy nói thêm cho quý Phật tử nghe về bát quan trai giới, để quý Phật tử ngày mai mình sẽ lên lớp. Hiểu không? Ngày mai mình lên lớp bằng cái tư tưởng của mình lên lớp bằng cái cảm nhận của mình lên lớp bằng cái suy nghĩ của mình, bằng con đường tu của mình. Phải lên lớp mới được, phải nhìn xa hơn một chút. Chứ đừng có nhìn cái kiểu mà nó cứ vòng vòng ở trong đây hoài. Quý Phật tử phải lên lớp. Đó, cái giới trộm của mình nó không phải rằng là mình móc tiền của người ta mới gọi là trộm, hái cái trái trong nhà của người ta mình chưa xin mà mình hái phạm giới trộm. Cái chuyện đó rất là nhỏ, rất là mẫu giáo đó. Mình phải bước qua cấp 1 của trường đạo đức, tức là lớn hơn một chút, có nghĩa là ăn trộm thời gian của Phật, ăn trộm thời gian của đại chúng. Hiểu không? Cái giờ mà đại chúng người ta lên người ta nghe pháp mà mình còn nằm mình ngủ, ngày giờ này đại chúng ngồi nghe pháp mà mình còn lang thang ngoài sân chùa, ăn trộm thời gian của đại chúng, ăn trộm thời gian của Đức Thế Tôn. Hiểu không? Mình lên lớp một chút nữa quý Phật tử. Cái thêm cái ăn trộm nữa, cái phạm giới trộm như thế này nữa quý Phật tử. Trong đạo tràng của chúng ta đó, mà mình đến đạo tràng ở đây, mình ngồi mình tu thì huynh đệ của chúng ta bình đẳng giống hệt như nhau. Người nào như người nấy, người giàu như người nghèo, người đẹp như người xấu, người khỏe mạnh cũng như người bệnh tật. Tất cả chúng ta đều là tế bào của Phật cả. Hiểu không quý Phật tử? Mỗi một Phật tử màu lam, mỗi một con người ngồi ở đây là một tế bào của Phật. Mà tất cả những tế bào của Phật ngồi trong đây, những tế bào này bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương, thì tất cả chúng ta là thân thể của Phật. Mà là tế bào của Phật rồi thì không có tế bào này chửi tế bào kia. Hiểu không? Không có tế bào này nói xấu tế bào kia. Không có tế bào này nói tu ở chợ bà ở dưới quê. Không có tế bào này nói tu nhà giàu bà nhà nghèo. Nếu như vậy là chúng ta phạm một cái tội rất lớn, là tội giết Phật, làm cho thân Phật chảy máu. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta mỗi một người ngồi trong đây đều giống hệt như nhau là tế bào của Đức Phật. Hiểu không? Là một phần thân thể của Đức Phật, là một giọt máu của Đức Phật. Cho nên giọt máu này mà mắng chửi giọt máu kia, giọt máu này nói xấu giọt máu kia, tế bào này đó nói chỉ trích tế bào kia, rồi cái bắt đầu hai ba bà dụm chung lại với nhau, 4-5 tế bào ngồi chung với nhau nói xấu một tế bào kia, thất bại vô cùng. Đạo tràng của mình có bao giờ ngồi nói xấu nhau không? Không có, không phải không? Mô Phật bạch thầy cái chuyện đó khi có khi không nữa.
Có khi con cũng nói chuyện người ta, có khi con ngồi con cũng không nói chuyện của ai hết. Cái chuyện này nó ngộ lắm quý Phật tử, khi có chuyện mới nói. Đó, bắt đầu thí dụ như trước cái giờ nghe Pháp, bà này bà nói mới kể có nữa à. Cái bắt đầu vô nghe Pháp rồi, ngồi tức dữ lắm luôn. Giái trời giái Phật cho bữa nay ông giảng sư ông nói ngắn ngắn chút xíu đi. Đó, rồi vừa dứt cái thời Pháp chạy xuống liền. Sao sao bà kể tiếp, coi nãy bà mới nói nửa khúc, bây giờ tôi chịu không nổi nữa. Rồi vợ chồng nó sao, rồi ly dị không bà? Thất bại không? Cho nên cái chuyện mà mình khoái nghe chuyện của người ta, quý Phật tử ơi, mình là con của Phật, tại sao mình không bao giờ lắng nghe lời của Phật? Mình là con của Phật mà không bao giờ mình nghe tất cả những lời hay ý đẹp của Phật, mà mình nghe những điều xấu của tất cả chúng sanh xung quanh mình. Cái sai là như vậy. Quý Phật tử ơi, cái tâm của mình là cái gì quý Phật tử biết không? Cái tâm của mình là đạo tràng. Mình có ba cái đạo tràng. Đạo tràng thứ nhất là chùa Hưng Quang, đạo tràng thứ hai cái nhà của mình, và đạo tràng thứ ba là cái đầu của mình. Ba cái đạo tràng luôn. Thí dụ như bây giờ mình ở nhà của mình không biến nó thành đạo tràng được, thì quý Phật tử vô Hưng Quang để cho mình có một cái sự thanh tịnh. Nhưng mà nếu Hưng Quang không có thì cái đầu của mình phải thanh tịnh mới được. Quý Phật tử ơi, cái thân của mình là ngôi chùa, cái đầu của mình chính là Đức Phật đó. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái tâm của mình là ông Phật, còn cái thân thể này chính là ngôi chùa đó. Thành ra cái đạo tràng của mình, thân và tâm là một đạo tràng nữa. Đó, mà quý Phật tử ơi, cái tâm của mình mà mình cứ không để cho ông Phật ngự trị, mà mình bưng ông Phật mình đem xuống, rồi mình bưng con quỷ đi lên hoài. Có không? Có bưng con quỷ lên ngồi thờ không? Hồi xưa ông Trần Quyền Trang cũng bưng con quỷ lên thờ đó quý Phật tử. Bốn thầy trò đi vô tới chùa Tiểu Lôi Âm, chàng ơi quỳ xuống thì thấy Phật ngẩng đầu lên, biến thành quỷ, thành yêu quái hết, phải không? Đạo tràng chúng ta có coi phim Tây Du Ký không? Có không? Bốn thầy trò đi vô chùa Tiểu Lôi Âm, đi vô thấy Phật rồi thập bát la hán ngồi nè. Bốn thầy trò đảnh lễ xuống, nhìn xuống thấy còn Phật đó, mà mới vừa ngẩng đầu lên, la hán và Đức Thế Tôn biến thành yêu quái. Thấy không? Thì coi chừng tất cả chúng ta, cái đầu này lúc đầu mình thấy nó tưởng đâu là Phật, nhưng mà rồi quý Phật tử ơi, coi chừng nó biến thành yêu quái mà mình không hay. Hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta phải giữ làm sao cho thân và tâm của mình phải thật sự thanh tịnh. Đừng nói xấu ai hết quý Phật tử à. Mình đừng nói người này, mình còn nói người kia hoài, tức là chúng ta phạm cái tội, chúng ta phạm cái tội trộm. Mình ăn trộm niềm tin của một chúng sinh, mình ăn trộm niềm vui của một chúng sinh, mình ăn trộm tất cả những cái mà gọi là cái an lạc của một chúng sinh. Mình nói xấu người ta, tức là mình ăn trộm sự bình yên của người ta rồi. Hiểu không quý Phật tử? Người ta đang yên thân, người ta đang ngồi, người ta tu, vậy bắt đầu chùm nhum lại nói xấu người ta, tức là mình ăn trộm sự bình yên người ta rồi. Mình ăn cắp sự bình yên của người ta, tức là mình mang đến cho người ta sự bất an. Mình ăn trộm niềm tin của người ta, tức là mình làm cho người ta mất niềm tin. Mình ăn trộm bồ đề tâm của người ta, cho nên cuối cùng mình làm cho người ta thối bồ đề tâm. Cho nên đi vào trong chùa này mà quý Phật tử ơi, tối ngày mà mình nói xấu một người đó thì người đó không thể nào tu được hết quý Phật tử đó. Rồi bỏ đi về hoài luôn vậy đó. Rồi cháu ngoại hỏi sao bà ngoại vô Hưng Quang nửa chừng bà ngoại về vậy. Hồi đó bà ngoại nói thiệt, bà ngoại cũng làm những điều ác lắm. Nhưng bà ngoại nghe kinh, bà ngoại nghe người ta nói, bà ngoại muốn vào trong Hưng Quang để bà ngoại sửa đổi lại. Nhưng mà con ơi khó quá, ngoại đi vào trong đó người ta cứ sầm xì, người ta nói xấu ngoại hoài, người ta không muốn cho ngoại trở thành người tốt được. Cuối cùng rồi bà ngoại mới quay trở về cuộc đời và mãi mãi không bao giờ trở thành người tốt. Vậy thì chúng ta là người con Phật, chúng ta đã ăn trộm niềm tin, ăn trộm nghị lực và ăn trộm tất cả sự bình yên của người khác rồi đó. Phải không? Cho nên mình là người con Phật, đừng có làm như vậy nữa quý Phật tử ơi. Mình tu rồi, bây giờ mình là hạt giống của Thế Tôn, mình là giọt máu của Phật rồi. Cái ngày mà quý Phật tử quy y đó, quý Phật tử ơi, chúng ta đã trở thành một giọt máu của Phật. Có một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni báo với Tôn giả A Nan rằng: "Này A Nan, mùa hạ năm nay là mùa hạ cuối cùng của Như Lai. Như Lai sẽ vào Niết Bàn." Lúc bây giờ Tôn giả A Nan buồn và khóc vô cùng, khóc nhiều lắm quý Phật tử. Bởi vì Tôn giả A Nan nói: "Bạch Đức Thế Tôn, sao Ngài nói với chúng con Ngài sống tới 120 tuổi Ngài vẫn còn ở với chúng con, thế mà hôm nay mới có 80 tuổi Ngài lại bỏ chúng con mà Ngài vào Niết Bàn?" Thì Đức Phật mới trả lời với Tôn giả A Nan rằng: "Cái lần đầu tiên khi Như Lai ngồi dưới cõi Bồ Đề, Như Lai thành đạo, Thiên Ma Ba Tuần nó chỉ thẳng vào mặt của Như Lai và nó thét lên rằng: Hỡi đạo sĩ Cồ Đàm, hôm nay ta phá ngươi không được. Ta thề triệu triệu kiếp về sau, nơi nào có đệ tử mặc áo tràng lam của ngươi, ta thề tiêu diệt sạch."
Này A Nan, qua lời nguyền của thiên ma ba tuần, lời nguyền của quỷ năm xưa như thế, cho nên hôm nay Như Lai không thể để cho những đứa con của Như Lai sau này phải chết trong bàn tay long lá của ma. Cho nên hôm nay Như Lai dành lại cho những đứa con của Như Lai sau này 40 năm công đức. 120 tuổi, sống 80 tuổi thôi, dành cho mình 40 năm công đức, 1/3 tuổi thọ của Đức Thế Tôn, để rồi Đức Phật dắt 40 năm công đức đó thành từng giọt máu tinh khiết và thanh tịnh. Để rồi cái ngày mà quý Phật tử quy y Tam Bảo, con quy y Phật, con quy y thiên thần quỷ vật, con quy y Pháp, con quy y ngoại đạo tà giáo, con quy y Tăng, con quy y thầy tà bạn dữ, con pháp danh gì đó, quy y ở chùa đó, vân vân. Ngày đó quý Phật tử đã nhận được trong trái tim của mình một giọt máu tinh khiết của Phật. Cho nên đạo tràng của mình đó, người nào mà đã quy y Tam Bảo rồi là nhận trong trái tim của mình một giọt máu của Phật. Ai chưa quy y Tam Bảo đâu, giơ tay thầy coi, coi chưa quy y, mặc áo tràng mà chưa quy y Tam Bảo, có không? Đạo tràng của mình có ai chưa quy y không? Có không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đã quy y Tam Bảo, có nghĩa là quý Phật tử ơi, trong trái tim của mình mỗi một người có một giọt máu tinh khiết của Phật. Thì nhiệm vụ của chúng ta tu Bát Quan Trai Giới là gì? Ngắn gọn là làm sao nói, suy nghĩ, hành động đừng bao giờ làm quen ố giọt máu tinh khiết mà Đức Phật đã tặng cho chúng ta. Hiểu không quý Phật tử? Bao nhiêu thôi, không cần nhiều đâu. Có nhiều người nói tu là cái này, tu là cái kia, tu là trên trời không, quý Phật tử sai rồi. Mình định nghĩa cái chữ tu như vậy là mình sai và xa rời thực tế lắm. Tu là gì? Có nghĩa là con quy y Tam Bảo là con tu rồi đó. Có nghĩa là ngày đó con đã nhận trong trái tim của con một giọt máu của Phật. Cho nên giọt máu của Phật nằm trong trái tim của con, giọt máu đó là giọt máu thanh tịnh và tinh khiết. Cho nên chính giọt máu này mà làm cho cuộc sống của con thanh tịnh và tinh khiết, làm cho cái nhìn của con thanh tịnh và tinh khiết, làm cho cái nghe của con thanh tịnh và tinh khiết, làm cho hơi thở của con hít vào và thở ra cũng thanh tịnh và tinh khiết, làm cho lời nói của con cũng trong sạch và tinh khiết. Hiểu không quý Phật tử? Vậy thì tất cả chúng ta phải làm sao cho toàn thân và tâm của mình mãi mãi trở nên trong sạch và tinh khiết. Đó là chúng ta đã đền ơn cho Phật, đó là chúng ta tu Bát Quan Trai Giới, đó là chúng ta tập làm người xuất gia một ngày một đêm. Đó, thành ra rồi quý Phật tử ơi, nói làm sao đừng quen ố giọt máu của Phật. Suy nghĩ làm sao đừng quen ố giọt máu của Phật. Rồi mình làm cái mọi chuyện đừng quen ố giọt máu của Phật. Ở đây quý Phật tử ơi, có đôi khi chúng ta đọc kinh mà quen ố giọt máu của Phật. Hiểu không? Mình đọc kinh mà quý Phật tử ơi, mình đi vô trong đạo tràng. Ở đây thầy chỉ nói những người nào vô chùa tụng kinh thôi nha. Còn cái người mà không có vô chùa tụng kinh mà đổ thừa nhà xa đó thì thôi không nói nổi rồi. Giọt máu tinh khiết nó biến mất rồi. Mời mốt quý Phật tử ơi, phải làm sao sám hối với Đức Phật đi. Bạch Đức Thế Tôn, con hồi đó giờ con không biết, cho nên hôm nay con đã biết rồi. Con có giọt máu của Phật trong chính con. Từ đây trở về sau con là con của Phật. Con đã nhập được con vào trong hộ khẩu của Đức Phật rồi. Con không bỏ Đức Thế Tôn nữa. Quý Phật tử ơi, cứ đến chùa, hãy nhìn Phật mình một lần. Mình là một đứa con tìm được cha rồi. Trong kinh Pháp Hoa giống như người cùng tử bỏ cha cùng bỏ mẹ trốn sang quê người vậy đó quý Phật tử. Hiểu không? Bây giờ tìm được cha rồi, xa xôi cỡ nào con cũng đến, con lại cha. Hiểu không quý Phật tử? Mình không biết đọc kinh, mình không biết chữ thì đảnh lễ Phật mà thôi, cũng được vậy. Nói vậy đó mà có đổ thừa nhà xa không vậy đó, rồi tối ngày ở nhà chơi không? Nói ở chùa nó hơi xa, nhưng mà lỡ mà người ta rủ đi karaoke xa hơn chút đi được. Kỳ vậy đó, không biết nữa. Cái sư cô nói sao con lên tụng kinh, dạ không có thấy đường, mắt yếu lắm, già rồi, yếu lắm, không thấy đường. Vậy đó mà đứng ở trong cổng chùa mà thấy ở ngoài cổng chùa cái tờ tiền bye bye mà phát hiện đó là màu xanh của 500.000 đó chứ không phải màu xanh của 20. Ghê gớm vậy chứ mà kêu tụng kinh Pháp Hoa nó không thấy đường. Nó mắt con mờ quá trời luôn rồi, con không thấy chữ đọc vậy đó mà đứng ở trong cổng chùa mà nhìn thấy cái tờ tiền nó bye bye đó, mà đứng ở trong đây mà biết đó là màu xanh 500.000 chứ không phải màu xanh 20.000. Mắt tỏ không? Ô Phật, cái đó là cái lý đương nhiên của tất cả mọi người, thưa sư cô ơi, tại vì nó thấy tiền con mắt nó sáng. Đó, quý Phật tử thấy ghê không? Cho nên chúng ta, trong con người, mỗi một chúng ta đều có ma lực hết quý Phật tử. Một bên phải là Phật lực, một bên trái là ma lực. Hai bên này tồn tại song song với nhau. Cho nên người nào mà hướng về thiện thì Phật lực gia hộ. Người nào mà có tâm tà thì ma lực nó sẽ xô đẩy mình. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên quý Phật tử thử đi,
Bữa nào mà mình đi ra đường mà mình thấy tiền nó bay bay, mà lỗi tờ 200 ngàn, 500 ngàn mà nó bay chừng 4, 5 tờ, mình biết con người của mình Phật mạnh hay ma mạnh liền. Đạo tràng chùa Hưng Quang, thí dụ gặp tiền cái đó là Phật mạnh hay ma mạnh? Phật mạnh hay ma mạnh? Mô Phật, bạch thầy, thầy đừng cho tụi con trả lời cái điều này. Khó nói quá. Phải không? Mới tu vừa xong bước ra mà tiền nó bay kiểu đó mà thầy hỏi con Phật mạnh hay ma mạnh, con cột và cáo tràng là con phóng tới rồi. Hiểu không? Con phóng tới liền. Phải một tờ con còn nhường cho người ta, chứ mà một nùi nó bay mà con kêu nhường thì khó quá. Đó rồi cái sư cô trong tay chạy ra thấy có ngông cụ đứng dựa vô trong cái cổng chùa không bao giờ đá động tới. Sư cô nói công nhận chỉ có bác là người chơn tu. Bác cái chắp tay nói thưa sư cô, con già con dành hỏng lợi tụi nó. Con già quá rồi con dành hỏng lợi, con mới nhào xuống cái là nó bồng con vô bệnh viện rồi, làm sao mà con dành lợi tụi nó đấy. Chứ thật sự ra đứng cũng nôn lắm luôn, cái Phật tử thấy tiền nó bay kiểu đó là nó nôn dữ lắm luôn. Tiền là tiên là Phật mà, phải không? Là sức bật của con người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Thấy tiền là kể như là thấy Phật. Cho nên là muốn nhào dữ lắm, mà tại vì già quá rồi. Mới đột quỵ hồi năm ngoái, năm nay còn yếu lắm, đâu có dám phóng ra, không? Phóng ra là kể như ngồi xe lăn luôn đó quý Phật tử. Thành ra rồi đó, tưởng đâu rằng là tu hành chân chính, nhưng mà tại vì dành hổng lợi mấy tụi nhỏ rồi đứng dựa vô cổng chùa thôi. Đó, thành ra rồi mình biết là cái Phật ở trong con người của mình mạnh hay là ma trong con người của mình nó mạnh liền. Phải không? Bây giờ không cần tiền nó bay trước mặt mình, nhưng mà quý Phật tử kiểm tra coi ma mạnh hay Phật mạnh. Thật sự ra tất cả chúng ta, kể cả quý thầy, người xuất gia, kể cả quý Phật tử, người tại gia, con ma mãi mãi nó cứ mạnh hoài. Ông Phật của mình cứ yếu đuối hoài quý Phật tử ơi. Mình không bao giờ để cho Đức Phật mình lên ngai vàng, mà mình để cho con ma mình chiếm lĩnh ngai vàng hoài. Không bao giờ để cho Phật đi vào trong nhà được, mà để cho con ma nó xô đẩy Đức Thế Tôn của chúng ta ra ngoài sân hoài luôn đó quý Phật tử. Hiểu không? Thí dụ sáng hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3, là ngày tu bát quan trai giới. Một chú nào, một chú, một cụ nào, một bác nào không cần biết, ngủ ở nhà mở mắt giật mình thức dậy thấy nó hơi bần thần. Con ma nó nói liền. Con ma nó nói tu không phải một ngày một đêm đâu, tu là cả một cuộc đời. Bữa nay không khỏe trong mình thôi ở nhà đi, mắc gì đâu mà cứ đi. Tháng này tu không được thì tháng sau, chứ đâu có làm sao đâu. Hiểu không? Con ma nó thì thầm trong lỗ tai. Thấy nghe con ma nó nói cái bộ chí lý dễ thương quá, điện thoại vô cho sư cô. Sư cô ơi, bữa nay đuối bệnh quá, đi vô thọ bắt quan trai không được, rồi ngủ ở nhà luôn. Thì quý Phật tử ơi, con ma nó mạnh hơn Phật. Ông Phật nó ngồi dậy đi con, bệnh là gì? Là sự thử thách của Thế Tôn. Đi đi con, tu đi con, đừng bao giờ bỏ. Mỗi lần con ngưng tay chèo là con tuột ngược lại dòng đời phía sau đó con à. Nhưng mà con bao giờ quý Phật tử nghe Phật đâu, bởi vì Đức Phật của mình yếu đuối lắm quý Phật tử à. Mình đã quên Phật. Phật là người cha ruột của mình, thế mà mình từ bỏ người cha ruột của mình đành đoạn, để rồi mình cầu cảnh ma để mình làm một người cha nuôi. Mình mãi mãi là một tên nô lệ của ma. Cho nên Phật kêu mình không nghe mà ma nó xúi mình làm liền, phải không? Ông Phật nói vô chùa tụng kinh đi con. Mô Phật, dạ mệt quá, con già rồi, lưng con nó đau, nó nhức quá. Bạch Đức Thế Tôn, con không thấy đường tụng kinh, cho nên là Đức Thế Tôn xí xó cho con. Phật hoan hỷ liền. Nhưng mà con ma nó nói đi lại chỗ này tôi nói bà nghe nè, bên kia thiếu con tay kìa. Nghe khoái liền, có ba bà quý là tứ sắc, có ba bà thiếu con tay kìa. Rồi xong đi liền đó. Vô cái Đức Phật nói tại sao con tụng kinh, con nói rằng là con buồn ngủ mệt mỏi, mà sao con quýnh bài, sao con không mệt mỏi vậy con? Hiểu không? Rồi quý Phật tử trả lời với Phật liền, bạch Đức Thế Tôn, con ngồi con tụng kinh con ngủ, Đức Thế Tôn không có rầy con. Mà nếu con ngồi con đánh bài tứ sắc mà con ngủ là con hết vốn luôn thưa Thế Tôn. Phải không? Cho nên cái ma ở trong con người của mình mãi mãi mạnh hơn Phật đó quý Phật tử à. Cho nên mình tu ở đây quý Phật tử ơi, không cần tụng kinh nhiều hay tụng kinh ít. Thầy nói thật luôn đó. Mà quý Phật tử phải làm sao cho Phật của mình mạnh hơn ma, đó mới là đúng nhất. Có nhiều người tụng kinh nhiều, thật là nhiều, ngày nào cũng tụng kinh mà Phật mãi mãi cứ yếu đuối hoài luôn. Hiểu không quý Phật tử? Ngày nào cũng niệm Phật hết mà Phật vẫn yếu đuối như thường. Đó, giống như cái bài đó mà ngồi niệm Phật mà bác kêu, thôi, để tao ngồi ngoài này tao coi chừng mẫn luôn. Ông Phật yếu hơn cái mẫn không?
Ông Phật còn dở hơn trái mận nữa. Thế ông quý Phật tử, đó, quý Phật tử ơi, có nhiều cái mà mình làm cho Đức Phật của mình đi ra ngoài ở, mà mình thỉnh con ma vào trong ngai vàng để nó ngự trị mình mãi mãi suốt cả một cuộc đời này. Đó, rồi làm sao đây? Tới bây giờ mình ngồi trong đây nè, mà tìm ra được một đứa con của Phật ngồi trong đây khó tìm dữ lắm luôn đó quý Phật tử. Ở trong đây toàn bộ gần 100 người ngồi trong đây, toàn bộ là những tên đầy tớ trung thành của ma giới. Hiểu không? Tất cả chúng ta đều là những tên đầy tớ trung thành của ma giới. Mà nếu nói một cách nó đẹp hơn một chút thì quý Phật tử chỉ là một tên cùng tử cầm cái đồ hốt phân mà không dám nhận Đức Phật là cha ruột của mình. Hiểu không? Bây giờ dám hứa với Phật không? Từ đây về sau con không còn là tên cùng tử nữa. Dám hứa không? Từ đây về sau con bỏ cái đồ hốt phân. Từ đây về sau con thừa kế ngai vàng, con thừa kế gia tài của Phật. Dám hứa như vậy không quý Phật tử? Dám không? Kiểu này tiêu hết rồi. Trời ơi, hứa làm con của Phật mà mặt mày sao mà nó sủi lơ cán cuốc vậy trời. Quý Phật tử ơi, mình tu quý Phật tử phải làm sao cho nó tươi lên một chút đi. Mình tươi nó có hai vấn đề. Một là Đức Phật quan hỷ. Hai là quý Phật tử tiếp năng lượng cho thầy nói chuyện với quý Phật tử chứ. Tràng ơi, ngồi trên đây nói nãy giờ không ai cười miếng nào hết, sao nói. Nói mà mặt mày nó sụ xuống hoài vậy rồi làm sao đây. Ví dụ như bây giờ thầy nhìn quý Phật tử thầy nói chuyện mà quý Phật tử con mắt nó sáng trưng vậy đó, rồi cười tươi vậy thì giống như mình tiếp năng lượng cho giảng sư. Giảng sư có năng lượng để nói chuyện với quý Phật tử. Chàng ơi, nói hoài vậy, cái trên pháp tòa ông thầy Quyên Thiên nói dưới đạo tràng Phật tử ngủ sạch trơn, rồi làm sao nói. Phải không? Tươi lên chút đi, mình là con của Phật thì mình hứa với Phật liền. Mặc dù là bạch Đức Thế Tôn, con không thể nào con làm liền cùng một lúc, nhưng con sẽ hứa với Đức Thế Tôn, mỗi từng bước chân đi của con sẽ đi về hướng của Phật. Bước chân trái tới, bạch Đức Thế Tôn con đang đến. Bước chân phải tới, bạch Đức Thế Tôn con đã về. Hiểu không quý Phật tử? Mình đi kinh hành trong chùa, mình đi kinh hành ở nhà mình cũng vậy. Mỗi bước chân đi của mình đều bạch với Phật hết. Bước chân trái tới, bạch Đức Thế Tôn con đang đến, có nghĩa là con đang gần Phật. Bước chân phải tới, bạch Đức Thế Tôn con đã về, tức là con cũng đang gần Phật. Mình đi đông, đi tây, đi nam, đi bắc, đi chỗ nào mình cũng nhớ cái điều đó là mình đang về với Phật. Đó, lần lần sửa đi quý Phật tử. Còn đằng này gì đâu hỏi có dám làm con của Phật không? Tèn ơi, nín thinh, yếu đuối, sủi lơ hết rồi làm sao đây? Nói cái vỗ tay không cũng không có mạnh mẽ nữa. Quý Phật tử tu mà nó yếu tùm lum chuyện hết luôn, thấy không? Rồi làm sao được? À, mình tu là gọi là cái gì, là đồng bộ. Mỗi một Phật tử là một tế bào của Phật. Nổ cái vỗ tay không cũng không đồng bộ nữa rồi làm sao đấy? Nhìn cái kiểu vỗ tay là biết đạo tràng của quý Phật tử kêu bằng là dễ nói xấu lẫn nhau lắm, dễ chia phe nhau lắm. Nhóm này nhóm kia, chỗ này chỗ kia, bà này bà kia lắm. Không, tôi tu nhóm mình ngồi đi, nhóm mấy bả ngồi đi. Ví dụ vậy. Như vậy là mình tu như vậy là mình cắt đứt thân thể của Thế Tôn rồi đó quý Phật tử. Mình làm cho thân thể của Đức Thế Tôn, mình băm dầm thân thể của Đức Thế Tôn thành trăm mảnh rồi đó. Chừng nào mình bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương thì lúc đó mình mới gặp được toàn thân của Đức Phật Đa Bảo ở trong Kinh Pháp Hoa. Hiểu không quý Phật tử? Cái giới thứ ba quý Phật tử ơi, cái giọng gác thứ ba quý Phật tử có bị phạm giới tà dâm không? Có không? Trong đạo tràng từ sáng giờ phạm giới tà dâm không? Cái tà dâm của năm giới nó khác. Tà dâm năm giới có nghĩa là vợ chồng được quyền Đức Phật cho phép, nhưng mà đã là vợ chồng rồi mà cứ lãng vãng trong đầu mình còn một bóng hình thứ ba nữa là phạm giới tà dâm. Hiểu không? Đó là năm giới. Nhưng là một người con tập làm xuất gia một ngày một đêm, quý Phật tử ơi, tà dâm không còn cái đó nữa. Tà là gì? Là nghiêng về bóng đêm. Tà là nghiêng về bóng đêm. Thí dụ như nắng chiều tà, tức là nắng nghiêng về bóng tối. Tà dương là mặt trời nghiêng về bóng tối. Tà dâm là gì? Sự ham muốn của mình nghiêng về bóng tối, tức là nghiêng về tội lỗi. Hiểu không quý Phật tử? Mình có cái áo tràng mình quý sư cô mới cho đó. Ở đây thầy muốn nói những cái đơn sơ nhất cho quý Phật tử thấy phạm giới tà dâm mà mình không hay đó. Quý sư cô tặng cho mình một cái chiếc áo tràng lam, nó bạc màu cũ kỹ lắm rồi. Nhưng mà mình vô trong đây, mình nhìn thấy người ta may áo tràng thế mà giải đẹp quá. Mình nhìn cái áo tràng của mình cảm thấy mình tủi thân. Rồi về bắt đầu dục bỏ cái áo tràng đó vào một xó nào đó, rồi kiếm tiền mua một giải mới, may cái áo tràng cho giống người ta, phạm giới tà dâm. Sự ham muốn của mình nó sai đi.
Sự ham muốn của mình nó lệch về bóng tối, sự ham muốn của mình nó lệch về không có chánh pháp. Hiểu không? Chiếc áo tràng là người bạn đồng hành của mình, chứ chiếc áo tràng không phải để cho mình đi biểu diễn thời trang. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình đừng có chê nó, chê là sai, là phạm giới tà dâm mà mình không hề hay biết. Đó, đạo tràng của mình có khi nào phạm giới tà dâm kiểu đó không? Có không? Chưa phải không? Không phải là không mà chưa có. Chưa có quý Phật tử ơi. Đó, thí dụ như bây giờ chùa ở đây nè, tại chưa có, chứ nếu có là bị hết luôn. Ví dụ như sư cô nãy đó, sư cô MC nãy đó mà lên để trên đây một cái gỗ thiệt là lớn. Sư cô nói ở trong đây gỗ này có 4 loại sâu chuỗi nghe, chuỗi Mỹ nè, chuỗi Hàn Quốc nè, chuỗi Đài Loan, chuỗi Việt Nam nghe, nhiều lắm đó nghe quý Phật tử, cho ngựa sau đó quý Phật tử ơi, nội lên mà lấy chuỗi biết tà dâm hay không nè. Hiểu không? Lên mà cứ móc lửa. Kiều kiều, cái nào là Đài Loan đâu chị? Cái nào là chuỗi Mỹ đâu? Mình hỏi cái đó thôi là phạm giới tà dâm rồi. Hiểu không? Quý Phật tử ơi, phạm giới tà dâm là cái đó. Ở đây chùa Hưng Quang có nấu kiểm không? Rằm tháng 7 có nấu kiểm không? Quý Phật tử có ăn kiểm ở chùa không? Có không? Có nói rằng là chùa Hưng Quang nấu kiểm ngon hơn chùa kia không? Hay là chùa kia nấu ngon hơn chùa Hưng Quang không? Có khen vậy không? Có khen có chê, phạm giới tà dâm đó. Người ta nấu cho mình ăn, mình nữa không, mình ăn còn chê nữa quý Phật tử ơi, là phạm giới tà dâm. Tà dâm là sự ham muốn của mình nó nghiêng về bóng đêm. Cái thứ hai nữa quý Phật tử ơi, ăn kiểm xong rồi chùa Hưng Quang nấu kiểm ngon quá, sáng ngon luôn quý sư cô nấu đặc biệt quá. Ăn xong chén rồi nói cô, nói sư cô nãy cho con cái bọc, cho con xin miếng về cho cháu ngoại con ăn, phạm với tà dâm. Tà dâm là sự ham muốn của mình mà nó đi lệch hướng. Sư cô hỏi con xin bọc để cho cháu ngoại hả? Nó dạ con cho, nó ăn nặng cho nó gieo duyên với Phật. Sai rồi, phạm với tà dâm luôn, câu nói đó phạm với tà dâm luôn. Muốn cho cháu ngoại cháu nội mình có duyên với Phật, dẫn nó vô trong đây ăn kiểm mới gọi là gieo duyên với Phật. Đằng này nó ở nhà, xin đem về cho nó mà gieo duyên với Phật gì? Có gieo duyên với kiểm thì có. Hiểu không? Đó là phạm giới tà dâm giới thứ ba. Cho nên tất cả chúng ta ngồi trong đây ai cũng bị hết phải không quý Phật tử? Nó bị hoài luôn đó quý Phật tử, không phải chùa Hưng Quang, bị bất cứ chùa nào mà làm mắm chay cái bắt đầu xin miếng đem về. Mắm Thái, mắm ruột rồi đó, bấm đu đủ vào đó, mấy cái đó dễ sinh lắm quý Phật tử ơi. Ăn xong thấy ngon miệng là xin miếng đem về à, tại vì nó đâu có nước nôi gì đâu, khô khô mà. Cho cái bọc cái là cột xong xách về liền, gọn lắm luôn. Đó, thành ra rồi quý Phật tử ơi, chúng ta phạm những cái giới mà mình không hay. Ở đây thầy muốn nói là đạo tràng của chúng ta đã là những người con tù bát quan trai. Còn năm giới thì không nói chuyện đó rồi, mới có năm giới tức là lớp nhỏ không có nói rồi. Mình ra mình thọ bát quan trai là mình lên lớp lớn rồi đó. Đạo tràng của mình có phạm giới nói dối không? Có không quý Phật tử? Ngồi trong đây có ai nói dốc không? Nói dốc lia hết luôn quý Phật tử. Chúng ta phạm giới nói dối lắm. Đạo tràng của mình có đọc cái câu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo không? Có đọc câu đó không? Đọc trước đạo tràng trước Phật phải không? Nhưng mà nếu chúng ta đọc câu đó mà mình còn giận một người, tức là nói dối với Phật. Đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, nguyện đem công đức này, có nghĩa là nguyện đem nụ cười này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, đều trọn thành yêu thương. Phật đạo là yêu thương, đạo Phật là đạo yêu thương, Đức Phật là đấng yêu thương, Bồ Tát Quan Âm làm mẹ yêu thương, hiểu không? Cho nên thề trọn thành Phật đạo có nghĩa là thề trọn thành đạo yêu thương. Cho nên mình nguyện mình đem nụ cười của mình cho chúng sinh, để cùng với chúng sinh đi về thế giới của yêu thương. Vậy mà mình có đem nụ cười cho chúng sinh không? Còn giận người ta rồi làm sao đây? Tức là rõ ràng mình đang nói dối với Phật, mình đang nói dối với mình và mình đang nói dối với tất cả chúng sinh. Phạm giới nói dối chưa? Đạo tràng có phạm giới không? Phạm giới nói dối rồi, quá trời nói dối luôn. Giống như cái ông cụ đó, ông tụng kinh Pháp Hoa, tụng phẩm tựa, mới 5 giờ sáng tụng xong phẩm tựa rồi cái bắt đầu đi ra trước cửa nhà dung dai cái đặng trở vô tụng tiếp, chèn ở cái bà kia bà chữ quá trời luôn. À, bà đứng ở bên nhà bà chửi qua, bà nói chèn ơi tu hành cái gì, nhìn cái mặt của ông mà tu hành cái gì, ông đừng có nói Nam Mô A Di Đà Phật, cái bản mặt của ông mà tụng Pháp Hoa, mặt của ông mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ông niệm Nam Mô 1 đồng ra 3 đồng vô, 1 đồng vốn 4 đồng lời mà, ông tu cái gì mà ông tu, chửi nát hết. Ông già ông chân hửng luôn, nói không lẽ tụng Pháp Hoa đổ nghiệp liền sao ta?
Bắt đầu ông quay trở vô, ông tiếp tục ông tụng phẩm thứ hai, phẩm phương tiện. Ông tụng hết phẩm phương tiện xong, cái ông nói nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, trừ con mẹ tám mới chửi con. Thất bại không? Nó là thất bại rồi quý Phật tử, đúng không? Phạm với nói dối rồi đó quý Phật tử. Người ta chửi mình đâu có sao đâu. Từ đây trở về sau, nếu là người con tu bát quan trai giới thì quý Phật tử phải tâm niệm trong lòng của mình một phương châm trong cuộc sống của chúng ta. Nếu một người nào đó đứng phỉ báng ta, mắng chửi ta, quỷ nhục ta, quý Phật tử ơi, hãy lắng lòng và nói rằng: lại mẹ Quan Thế Âm, bà ấy, ông ấy, cô ấy đang mắng con, đang chửi con, đang quỷ nhục con. Bà ấy, cô ấy đang rưới phân cho cây bồ đề của con. Còn nếu quý Phật tử gặp một người nào đó mà khen mình, tán thán mình, ca ngợi mình, thì mình cũng đứng yên lại, lắng lòng một chút và nói một câu: lại mẹ Quan Thế Âm, bà ấy, cô ấy, chị ấy đang tưới nước cho cây bồ đề của con. Quý Phật tử ơi, đó là phương châm sống đó, hiểu không? Đó là chúng ta đã làm cho cuộc đời này nó đẹp hơn. Đó là bát quan trai đó quý Phật tử, đó là tập làm người xuất gia một ngày một đêm đó. Rất là dễ dàng luôn mà quý Phật tử không chịu làm mà chấp nhận ở lại lớp hoài luôn quý Phật tử. Hiểu không? Đâu có gì đâu khó. Nãy giờ thầy nói rất là nhiều, chỉ có hai điều thôi. Điều thứ nhất, nói như thế nào, suy nghĩ như thế nào, hành động như thế nào, đừng làm quen ố giọt máu tinh khiết mà Đức Phật ân cần trao gửi đến cho chúng ta. Một điều. Và nãy giờ điều thứ hai nữa quý Phật tử ơi, người ta mắng mình, chửi mình, khen tặng mình, ở mắng chửi mình, quỷ nhục mình là người ta đang dung phân cho cây bồ đề của mình. Người ta khen mình, người ta tán thán mình, tức là người ta tưới nước cho cây bồ đề của mình. Vào đạo tràng Hưng Quang, quý Phật tử có muốn trồng cây bồ đề không? Có muốn trồng không? Thì người ta chửi mình là dung phân đó, người ta khen mình là tưới nước. Hễ có dung phân nhiều chừng nào, bồ đề xanh lá nhiều chừng đó. Tưới nước nhiều chừng nào, bồ đề ra hoa nhiều chừng đó. Mà dung phân và tưới nước, tức là bồ đề sẽ kết quả. Hiểu không quý Phật tử? Mình tu thì mình cần phải hái cái quả bồ đề chứ. Bồ đề diệu quả biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Tất cả những cái đó quý Phật tử ơi, mình là người con của Phật, là người tu một ngày một đêm để cái hạnh xuất gia của mình đó quý Phật tử. Đạo tràng của mình có phạm giới uống rượu không? Đạo tràng mình này có phạm giới uống rượu không? Ở bên Ấn Độ, Đức Phật nói rằng là giới thứ năm là cái giới mà con người không tự chủ được. Qua Trung Quốc á, thì bắt đầu nó mới sửa lại là ẩm tửu, là uống rượu. Nhưng mà thật sự ra cái giới thứ năm là giới không tự chủ được. Hồi nãy tới giờ thầy nhìn xuống đạo tràng của mình phạm giới thứ năm hết luôn rồi. Nãy giờ ngồi đó quý Phật tử ơi, mới đầu vô ngồi gặp thầy bắt đầu sư cô MC kêu ngồi xuống, quý Phật tử ngồi giống bông sen lắm. Phải không? Mà ngày nãy giờ nó thụng xuống giống cái bông súng rồi, không còn ngay như hồi nãy nữa. Thấy không? Quý Phật tử ơi, mất tự chủ rồi, phạm giới thứ năm hồi nãy tới giờ rồi. Thấy không? Nãy giờ đang ngồi tư thế vậy nè, là bắt đầu quý Phật tử lắc qua, lắc lại, kéo cái chân tới, kéo cái chân đuôi, không có tự chủ được rồi. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai, quý Phật tử ơi, Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, nói kinh Pháp Hoa 6.000 năm mà đại chúng tưởng chừng như 60 phút. Tức là nói pháp 60 tiểu kiếp mà đại chúng tưởng chừng như một buổi ăn. Hiểu không? Nói ngày 6.000 năm mà nghe nó nhanh, nó lẹ giống như là 60 phút. Còn bây giờ, thưa thầy, nghe mới có 60 phút mà nó buồn ngủ như 6.000 năm luôn. Thấy không? Thì quý Phật tử thấy rõ ràng, mình tu mà quý Phật tử thấy cái giới thứ năm mình không làm chủ được mình. Cái thói quen của mình là gì? Thói quen của mình là nhất. Mình cứ nuông chiều nó, mỗi lần nhất là mình uống thuốc, mỗi lần nhất là mình xăm sai đấm bóp, mỗi lần nhất mình đi massage, mỗi lần nhất là mình chà tới chà lui, mỗi lần nhất là mình rên rỉ. Cho nên chúng ta tập cho thói quen của mình như thế. Quý Phật tử ơi, mình mãi mãi mình cứ nuông chiều thói quen của mình và chưa bao giờ mình rầy thói quen của mình một lần nào. Thí dụ như bây giờ nó tê, cho mày tê luôn, tê không có chết đâu con, cho mày tê luôn đó. Lên tiếng rầy nó một tiếng đi, để chi vậy quý Phật tử? Đó là ba la mật. Ba la mật là gì? Thay đổi thói quen. Hiểu không? Bố thí ba la mật là bố thí thay đổi thói quen, chứ không có gì hết. Hồi xưa mình bố thí theo thói quen của mình là gì? Cho người ta, người ta phải cảm ơn mình, là bố thí theo thói quen. Còn bố thí ba la mật là thay đổi thói quen. Mình bố thí xong cảm ơn lại người ta. Hiểu không? Mình cho người ta một bao gạo mình phải cảm ơn, chứ không phải người ta cảm ơn mình. Cho nên cái ba la mật là gì? Là thay đổi thói quen. Còn ở đây mình nuông chiều thói quen nó quá, phải không? Thói quen của mình nó lên tiếng nó nói: bà ơi, trưa rồi ngủ đi bà.
Bữa nào trưa bà cũng làm dứt hết, sao bữa nay bà ngồi bà gán dữ vậy? Bà nghe nó nói hồi ngủ à? Nghe nó rên rỉ hồi là ngủ à? Cái hồi ngủ hoài, cái bắt đầu mấy cô mấy chú nói sao bà vô lần nào nghe pháp bà cũng ngủ trơn vậy, quen rồi anh ơi. Trưa bữa nào cũng làm dứt hết, bây giờ vô đây tu phải ngủ miếng vậy đó. Đó, phải ngủ. Mà ngủ phải chi, mà nó đẹp thì không nói gì. Thí dụ như người ta còn trẻ răng cỏ, người ta còn điều, người ta còn cản nước miếng đồ lại được. Nhiều ông cụ đó, không phải nói đây, nhiều đạo tràng ông cụ, cái bằng già răng cỏ không còn cái nào hết. Nhiều khi cười một cái nghe là giật mình đó quý Phật tử, còn con cái chính giữa này. Mỗi lần ông cười cái mình nhìn, mình tưởng tượng như là hai cái đội bóng nó đi vô rồi, sân cỏ chỉ còn có ông trọng tài đứng vậy đó. Nó rụng vậy đó, mà nó dựa cột rồi cái bắt đầu ông ngủ, ngủ một cách cứ bằng bình yên. Không còn là thế giới của đạo tràng nữa, mà tưởng chừng như là thế giới của nhà mình vậy đó, rồi ngủ gục lên gục xuống. Còn có cái găng lấy gì cản, nước miếng nó chảy tùm lum xuống. Nó vậy mà cũng ngủ như thường thôi quý Phật tử. Thấy không, ngủ xong về cái bắt đầu cái ông nội hồi chiều ông nội vô chùa Hân Quang. Ông nội nghe pháp thầy giảng gì ông nội kể con nghe đi, tao nhớ tao chết liền đó. Tao vô tao lo tao ngủ không. Thấy không quý Phật tử? Đó là giới thứ năm, tức là chúng ta không làm chủ được mình. Đó, cho nên rồi người Trung Quốc mới nói là chỉ có uống rượu mới làm cho mình mất hết lòng tự chủ. Nhưng thiệt sự quý Phật tử ngồi trong đây có ai uống rượu đâu, nhưng mà mất hết tự chủ. Mỗi lần mình tê chân là mất tự chủ, mỗi lần nhức lưng mất tự chủ, mỗi lần mình buồn ngủ mình mất hết tự chủ quý Phật tử. Mình không còn kiểm soát được mình nữa. Mình biết mình ngủ gục là xấu, nhưng mà vẫn để cho nó ngủ. Hiểu không? Tức là phạm giới thứ năm rồi. Nguyên đạo tràng luôn chứ không cần phạm một hai người luôn. Tức là mình kêu bằng là mình phạm giới tập thể đó quý Phật tử. Thấy không? Đạo tràng của mình phạm giới tập thể hết rồi. Phạm giới thứ năm. Ở đây thầy muốn nói với quý Phật tử, không cần quý Phật tử phải ngủ mà buồn ngủ thôi cũng đã mệt rồi. Không cần quý Phật tử phải buồn ngủ luôn nữa, mà tự nhiên mình trong lòng của mình nó chàng ơi chừng nào ông nghĩ ta sao ngộ nói hoài vậy trời. Là kể như rồi đời đó. Thấy không? Tính ổng nói con tiếng mà nãy giờ ổng nói hoài vậy. Nói hoài, nói dai. Nó không chịu nghĩ, nó hoài luôn. Phật tử ơi, mình suy nghĩ như vậy là kể như là mình đã mất tự chủ. Cái sự tự chủ của mình không cần thời gian. Nghĩa là nói ít thì con nghe ít, nói nhiều thì con nghe nhiều. Tức là đây là lời dạy của Phật. Đây là tất cả những điều mà chúng con cần phải thẩm thấu. Hiểu không quý Phật tử? Là tất cả những cái điều hướng dẫn cho con đi vào cái con đường mà nơi đó hướng dẫn cho chúng con đến bến bờ của Phật. Còn đằng này quý Phật tử ơi, mình nghe âm thanh của thế gian nó quen rồi. Lâu lâu mình vô trong đạo tràng mình mới nghe âm thanh của Phật có một lần, cái bắt đầu tự nhiên nó chán liền quý Phật tử. Hỏi sao mà vô đây nghe chán, ngoài đời chửi lộn nó quen, vô đây nghe nó im hoài dễ buồn ngủ quá. Thấy không? Ở ngoài đời mình nghe âm thanh nó sôi nổi, nghe âm thanh nó ồn ào, mình nghe nó quen rồi quý Phật tử. Cái thân thể của mình giờ này mình cũng là thân thể của động chứ không phải là thân thể của tịnh. Giờ này mình đi tới đi lui, mình qua nhà hàng xóm, mình nói chuyện người này, nói chuyện người kia, nói chuyện nữa, gọi là thu thập kiến thức của phát thanh, kiến thức này kia nổ quen rồi. Bây giờ kêu ngồi một chỗ quý Phật tử ơi, không ngủ làm ai, hiểu không? Tất cả chúng ta ai cũng vậy hết. Giờ phút này là quý Phật tử cảm thấy rằng là nó buồn chán dữ lắm luôn. Cái chữ chán ở đây mà thầy muốn nói với quý Phật tử không phải là chán nản cuộc sống, không phải là chán đời. Mà buồn chán có nghĩa là gì? Bắt nó ngồi yên hoài, nó khó chịu thôi. Hiểu không quý Phật tử? Con mắt của mình phải nhìn qua nhìn lại, giờ bắt nó nhìn con chỗ hoài không chịu. Lỗ tai của mình phải đi thu thập kiến thức, nghe cái này nghe cái kia mà giờ bắt nó ngồi chỗ không chịu. Cái miệng của mình phải phát thanh kiến thức mà giờ kêu nó ngồi nó ngậm miệng hoài không chịu. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta bắt nó ngồi yên một chỗ, tức là chúng ta làm cho nó khó chịu. Cho nên cái lỗ tai nó nói với cái con mắt nó nói chuyện với cái miệng. Nó nói thôi bây giờ đó, ổng với bả kêu mình ngồi ở đây nghe pháp, mà ổng với bả cho lỗ tai nó nghe không à. Còn giờ đó là tao với mày với lỗ mũi ở không không. Con mắt nói chuyện với cái miệng đó, nó nói giờ đó ổng bả cho cái thằng lỗ tai ngồi nghe không à. Rồi giờ tao mày này với lỗ mũi nó bả bỏ cho ở không chơi vậy thôi. Thì thôi bây giờ không cho mình nghe pháp thì giờ tao mày ngủ. Đó, nói xong cái bắt đầu thằng miệng nó được rồi, cái miệng nó hả ra thì con mắt nó khép lại rồi ngủ luôn à. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta cứ như vậy hoài đó, làm sao mà mình nghe pháp, sao mình tu đó. Hiểu không? Cho nên đó, mình cứ quen như vậy hoài, rồi cuối cùng rồi cứ mình cứ thả
thả cho thân thể tâm linh của mình nó trôi nổi vật vờ như thế. Một, cuộc sống của mình đó gì, tức là linh hồn của mình trôi nổi theo cái thói quen của mình. Hai là linh hồn của mình gửi gắm lên bờ môi của chúng sinh, của thiên hạ. Cuộc đời của mình có hai chỗ gửi, mình gửi theo tất cả bờ môi của thiên hạ. Tức là thiên hạ muốn mình vui, thiên hạ muốn mình tu, thì thiên hạ khen mình một vài câu, công nhận bà hai, ông hai tu quá tinh tấn, còn nhìn thấy ông hai bà hai tu riết giống tiên quá, ông hai bà hai tu bán sống bán chết luôn. Thiên hạ muốn mình tu khen mình một câu, thiên hạ mình muốn bỏ mình bỏ đậu tràng, thiên hạ xài xể mình một câu là mình bỏ. Cho nên cuộc đời của mình, linh hồn của mình gửi gắm lên bờ môi của thiên hạ. Thứ hai nữa là cuộc đời của mình cứ gửi gắm lên cái thói quen, trôi nổi theo thói quen của mình. Thói quen nó muốn sao là mình luôn chiều nó như vậy. Cho nên thầy muốn rằng đạo tràng của chúng ta phải có một lần mình phải lên tiếng, mình rầy thói quen của mình một lần đi quý Phật tử. Cũng giống như cái anh thanh niên này nhậu dữ lắm luôn. Cái bữa đó cái nói với vợ, bây giờ nhậu hoài, ăn thịt chúng sanh nhiều quá rồi. Có đôi khi đi vào trong quán gì đó, rồi cái chỉ con cua này, chỉ con cá kia đang lội trong hồ đó, chỉ mà còn lựa, suy nghĩ nghe pháp rồi bắt đầu mới thấy là mình tội lỗi quá. Nếu trái đất này là một người mẹ thì tất cả những người, con người là người anh người chị, còn chúng sinh xung quanh mình là những đứa em của mình. Vậy đó mà bây giờ đi vô làng nướng ngồi đó, cái chỉ em của mình kêu tên của thằng này, mày này tươi, này mập, này ngon, này ngọt, móc ra thảy lên bếp nướng liền. Mình là người anh người chị mà bây giờ kêu em của mình ra bỏ lên bếp lửa, mình nướng nó xong mình xé thịt nó ra mình ăn mà mình còn cười khanh khách như thế. Cho nên cái anh Phật tử này anh thấy anh tội quá, anh nói với vợ thôi, nghỉ, ăn chay. Mà ăn chay luôn chứ không phải là ăn chay thường nữa. Bà vợ mừng quá đi, thấy chồng của mình bây giờ phát tâm ăn chay vậy mừng lắm, ăn được 3 tháng. Bữa đó cái ông vô nói với vợ ổng, chàng ơi muốn ăn trường luôn mà bây giờ chắc xuống núi quá em à. Tự nhiên ăn mới 3 tháng giờ mà nó thèm cứ bằng kỳ cục luôn. Vợ hỏi thèm cái gì, nói bánh mì heo quay. Vợ nó nói cũng tiếc nhưng mà thôi đi, ổng ăn được 3 tháng cũng mừng dữ lắm rồi, một tay nhậu mà bây giờ ăn được 3 tháng chay là mừng lắm. Thôi đi ra mua bánh mì cắt mỏng mỏng vậy, dĩa heo quay cho ổng. Rồi ổng mới, vợ làm xong dọn ra với cái bàn để với cái nhà bếp gì đó cho ăn. Ổng mới bưng vô trong toilet, ổng mở cửa ra, ổng trút bánh mì vô ở trong cái toilet, xong cái dĩa heo quay ổng trút vô luôn, chai nước tương ổng xịt xuống luôn. Ổng nói mày thèm bánh mì heo quay, mày chung vô toilet mày ăn đi, tao ăn chay. Có nghĩa là phải lên tiếng và la nó một lần quý Phật tử. Thế mà nó chiều, mà nó đòi ăn cái chiều, nó đòi ăn cái chiều nó. Mà nhiều khi nó chưa đòi ăn mà mình cũng đút cho nó ăn nữa. Ăn chay 14, 15, ngày 14 ăn nguyên ngày, ngày 15 sáng sớm đi vô kêu tô bún bò quế húp cạn nước luôn. Ý chết mồ rồi, bữa nay 15 ăn chay. Quý Phật tử ơi, mình chết rồi. Nó chưa có đòi mà mình tự đút cho nó ăn luôn. Rõ ràng không? Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta cứ nuông chiều thói quen của mình đến nỗi thói quen của mình trở nên hư đốn. Hiểu không? Tu bát quan trai là gì? Là sửa đổi thói quen của mình. Bằng 8 cái cánh hoa đó, bằng 8 cái giọng gác đó, để cho tất cả chúng ta trở thành một con người, không phải là Phật, nhưng mà trở nên sạch sẽ một chút. Hiểu không quý Phật tử? Cái giới thứ 6, quý Phật tử ơi, có nghĩa là không đeo vàng bạc, không so ướp dầu thơm vào mình này kia đó. Quý Phật tử có so ướp dầu thơm vào mình không? Có đeo vàng bạc không? Có đeo không? Đeo hoài luôn đó quý Phật tử. Hiểu không? Người nào mà ví dụ như thích người ta khen mình, tức là đeo rồi đó, là so ướp hương thơm vào người rồi đó quý Phật tử. Thích người ta khen tặng mình, trông nhận cô này ca hay lắm, của ca nhạc đạo nghe hay lắm, là cái mặt của mình nhìn trời không thèm nhìn xuống đất, là đang so ướp hương thơm vào mình rồi đó. Hiểu không? Có so không? Rất là có luôn, rất là nhiều luôn quý Phật tử ơi. Tất cả chúng ta có đi ca hát, có cố đi xem nghe không? Quý Phật tử ơi, ca hát ở đây không phải rằng là mình lắng nghe bên cạnh nhà ở gần chùa nó hát. Mà quý Phật tử ơi, ca hát ở đây là âm thanh, là sự lên xuống, sự trầm bổng, là thói quen, là thường tình, là nỗi nhớ, là niềm thương nó lãng vãng trong đầu của mình. Mình ngồi mình tu mà tâm mình không thanh tịnh mà mình cứ nhớ cái này, nhớ cái kia, âm thanh của mình khi bầm, khi trầm, khi bổng.
Tức là khi vui khi buồn đó quý Phật tử, thì tất cả chúng ta đang thả hồn mình vào âm thanh, đang thả hồn vào tiếng nhạc đó. Hiểu không? Cho nên mình làm người xuất gia rồi thì không thể nào mà chúng ta cứ vui buồn lẫn lộn hoài. Quý Phật tử có ngồi trên giường cao rộng lớn không? Có ngồi không? Quý Phật tử ơi, người nào mà ngồi tụng kinh hay ngồi nghe pháp mà nói cái chỗ này của tôi hồi nào giờ tôi ngồi đây gần cái quạt quen rồi bà ơi, tôi chịu lực không nổi, tôi ngồi gần cái quạt rồi. Tức là đang ngồi trên giường cao rộng lớn, đang lửa đó. Nhớ không? Có ăn phi thời không? Ăn phi thời không phải là ăn chiều, không phải là ăn sáng. Ăn phi thời có nghĩa là nhiều khi mình ăn ngộ mình cũng phi thời như thường. Có nghĩa là mình ăn mà mình không biết mình ăn là ăn phi thời. Hiểu không quý Phật tử? Mình ngồi mình ăn cho dù ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cũng được. Nhưng mà khi mình ăn mình biết mình đang ăn. Tức là đưa cái miếng cơm vào trong miệng, mình nhai mấy lần, mình nuốt vào trong đây. Một chén cơm múc mấy muỗng mình biết hết. Hiểu không quý Phật tử? Đó là mình ăn chánh thời. Còn mình ngồi ăn trưa, cúng ngọ xong mà mình ăn mà mình không biết mình ăn. Mình ăn mà mình khen cái này chê cái kia. Mình ăn mà mình có cái nỗi buồn trong lòng mình. Ăn mà gượng mà ăn. Ủa sao bên nay chị ăn ít quá vậy? Buồn con dâu quá ăn không nổi bà ơi. Ăn phi thời rồi đó. Hiểu không quý Phật tử? Mình ăn ngay giờ Phật luôn mà ăn cái kiểu đó vẫn là ăn phi thời như thường. Cho nên ở đây quý Phật tử ơi, cái giới mà cuối cùng thứ 8 không ăn phi thời, quý Phật tử có chừng mình bị hết đó. Ăn phi thời không phải là nhịn đói, chiều nay về nhà nhịn đói, không phải. Đói bụng cứ ăn, nhưng ăn mà biết mình ăn. Ví dụ như chiều nay về quý Phật tử ăn một miếng cháo đi, thì cứ ăn múc một muỗng cháo lên nói bạch Đức Thế Tôn, đáng lẽ chiều nay con không ăn, nhưng mà hôm nay cái chén cháo này nó là một chén thuốc giúp cho thân thể của con nó được khỏe mạnh, để con có dùng cái sức khỏe của con để mà con có thể tiếp tục bước chân theo con đường của Phật. Mình ăn một muỗng cháo mình biết mình ăn, mình nuốt một muỗng cháo mình biết mình đang nuốt. Ăn chén cháo xong, bạch Đức Thế Tôn, con xin cảm ơn Đức Thế Tôn. Nhờ Đức Thế Tôn mà cái Phật duyên của Đức Thế Tôn ban cho con một chén cháo. Ăn một chén cơm cảm ơn Đức Thế Tôn, ăn bất cứ một cái gì đều cảm ơn Phật hết. Bởi vì mình là con của Phật mà. Hiểu không? Cầm một ly nước lên như thế này. Mình nói Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Thế Tôn. Hôm nay Đức Thế Tôn đã hóa thân thành Pháp Giới trong cuộc sống này, cho nên Đức Thế Tôn đã hóa thân thành từng giọt nước giúp cho con giải trừ cơn khát. Hớp một miếng xong rồi để xuống và nói con kính cảm ơn người. Hiểu không quý Phật tử? Thì như vậy lúc nào bên cạnh mình cũng đều có Phật cả. Còn đằng này quý Phật tử ơi, mình ăn cũng quên Phật, uống cũng quên Phật, làm gì cũng quên Phật hết á. Đi thì bước chân trái tới bạch Đức Thế Tôn con đang đến, bước chân phải tới bạch Đức Thế Tôn con đã về. Đi cũng ở gần Phật, uống cũng ở gần Phật, ăn cũng ở gần Phật. Quý Phật tử lúc nào chúng ta cũng không xa Phật. Hiểu không? Vậy thì Bát Quan Trai Giới giúp cho quý Phật tử, tất cả chúng ta mãi mãi chạm vào tay Phật. Chứ nếu không quý Phật tử ơi, mình đi về Phật mà tâm hồn mình không thanh tịnh được. Mình đi về Phật mà tâm hồn của mình cứ nhiễm bẩn hoài. Mình đi về Phật mà chiếc áo tràng lam của chúng ta mất đi cái hồn sống thiêng liêng của nó. Mình đi về Phật mà chiếc áo tràng lam của chúng ta nó cứ mãi mãi cái gốc y của mình bị nhiễm bẩn. Hiểu không? Đạo tràng của mình có phải là Lam Hiền không quý Phật tử? Dạ mô Phật, Lam thì có, Hiền thì chưa dám nói. Phải không? Lam thì có hết nè, nguyên một đạo tràng Lam thì có hết mà Hiền thì con chưa dám nói. Hiền không quý Phật tử? Buổi trưa hôm nay Hiền không? Mô Phật trưa hôm nay thì Hiền ra khỏi cổng chùa Hưng Quang, con chưa dám hứa. Hiểu không? Ngồi trong đây đâu ai chọc con, cho nên con Hiền ra khỏi cổng chùa chưa chắc đâu. Hiểu không quý Phật tử? Cũng giống như cái ông Phật tử từ trong cổng chùa Hưng Quang chạy đi ra ngoài. Thằng nhỏ nó sắn vô, nó đụng vô ông một cái, nó quay qua, nó còn chửi ông nữa. Ông có thấy đường không em? Bực không? Bực mình không quý Phật tử? Bực liền chứ. Tức mình quá trời luôn, nghiến răng nghe kèo kẹo đó. Mai cho mày, mày đụng tao, mày đụng nhầm bữa mùng 3 tháng 3, chứ mày đụng bữa mùng 2 tháng 3 là răng môi mày lẫn lộn rồi con. Thấy không? Như vậy là cái như mình tiêu rồi quý Phật tử. Cái tâm của mình không được thanh tịnh rõ ràng. Đó. Đụng thì đụng ngay bữa mùng 2 là tới số rồi đó. Mai mày đụng ngay bữa mùng 3 tao tu Bát Quan Trai Giới, cho nên tao nghiến răng tao nhịn mày thôi. Hiểu không? Thì như vậy rõ ràng tất cả chúng ta không thanh tịnh được quý Phật tử. Thầy mong rằng đạo tràng của mình cố gắng đi theo con đường của Phật, hãy để cho tâm hồn của mình đều thanh tịnh hết. Bạch Đức Thế Tôn, não của con sẽ thanh tịnh, cái nhìn của con sẽ thanh tịnh, cái nghe của con sẽ thanh tịnh, từng hơi thở của con hít vào và thở ra cũng được thanh tịnh. Hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca Hiện Tiền. Lời nói của con cũng thanh tịnh,
ăn uống của con cũng thanh tịnh, 84.000 lỗ chân lông trong toàn thân của con cũng thanh tịnh, từng bước chân đi của con cũng thanh tịnh, và bạch Đức Thế Tôn, trái tim của con hoàn toàn thanh tịnh. Thì như vậy quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta sẽ bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương. Đạo tràng chùa Hưng Quang sau này sẽ là Nam Mô Hưng Quang Phật. Hiểu không? Tại vì mỗi một người Phật tử trong đây là một tế bào của Phật, thì nếu mà bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương, thì sau này quý Phật tử ơi, đạo tràng của mình sẽ có tên Nam Mô Hưng Quang Phật liền đó. Thầy cầu chúc cho đạo tràng chùa Hưng Quang của chúng ta, đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng. Để tỏ lòng đồng ân, con xin thay mặt toàn thể đạo tràng